Khâu mà tiếp khách là chúng tôi vất vả,
Sáng có nói thầy Nhật Minh, bây giờ thầy với thầy Kim thấy nhà sau khi Phật tử dùng cơm xong lên trên đó để tiếp khách dùng. Phật tử nào muốn cần gặp các việc gì đó thì ghi lấy cái lịch hẹn, cái thời gian nào đó chúng ta sắp xếp, còn giả là thứ hai ngày mai. Ăn cúng dường thì có thể gửi thầy Nhật Minh, thầy bên đây thủ quỹ giữ tiền cho nó, rồi có thể là bỏ thùng phước sương cũng được. Vì một số những cái việc khi chúng tôi tiếp khách thì nó có những cái chuyện vài việc rắc rối xảy ra, một số Phật tử tới mượn tiền, rồi tới nhiều cái vấn đề vận động mà chúng tôi khó xử quá. Thêm đó nữa đó là cái việc mà khi giảng xong rồi không mệt, nhưng mà tiếp khách xong về nằm quá chừng mệt. Khi giảng thì mình tập trung chủ động được, còn khi tiếp khách thì gần như là bị động hết. Lễ dĩ nhiên chúng tôi không phải cử tiệc toàn bộ với Phật tử, những người nào có thể nán lại thời gian sáng thứ hai hoặc khi nào đó thì chúng tôi có thể tiếp quý vị được. Chứ sau khi giảng xong mà tiếp thì nó sức khỏe cũng như tinh thần nó xuống cấp, mệt mỏi. Vì vậy cho nên các vị giảng sư, một số như là chúng tôi thấy cái mẫu mực của Hòa Thượng Tịnh Không là người mà nghiêm ngặt về cái vấn đề tiếp khách. Khi khách đến là phải lục hết quà ra xem thì coi trong đó có cái gì. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái giờ tiếp khách ngày nào có, chứ không có phải lúc nào cũng tiếp được. Thì những vị này, pháp sư, giảng sư này phải bảo vệ cho thiệt là tuyệt đối để mới có được cái sự an định cao, người ta mới giảng được. Còn mình làm những việc tiếp khách, những việc vườn rau đồng án thì có thể mình có thể tiếp khách được, nhưng những người họ giảng khi mà tiếp khách có nhiều cái sự phân tâm trong đó. Nhất là Ấn Tổ thì thôi tuyệt đối, hầu như là ngày không muốn gặp ai. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi thông báo để quý Phật tử cũng không có ngỡ ngàng là sáng hôm nay sao lại không có chúng tôi trên đó, lý do gì. Hoặc giả là mình về mà mình cúng dường mà không gặp ông trụ trì, đôi khi nhiều lúc cũng hơi buồn. Không nên như vậy, cúng dường cho tâm bảo, chứ không có riêng gì chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi là để toàn tâm vô cái việc để mà giảng văn sao, giảng Phật Pháp, và thời gian cũng quá muộn. Chưa có thời gian nào trong suốt bắt đầu 95, 92 rồi chúng tôi bắt đầu giảng ít thôi, nhưng mà 2000 bắt đầu là giảng nhiều. Đến hôm nay thì chưa có một cái môi trường và cái thời gian để cho chúng tôi có thể thẩm thấu những lời Phật tổ và có thể duy trì cái thời gian giảng dài. Đây là một cái thời điểm mà chúng tôi thấy rất là thích hợp, cho nên đại chúng hết sức là hoan hỷ và bảo vệ cho những cái người mà họ có thể thuyết pháp. Công đức quý vị lớn, quý vị là hộ pháp. Chúng tôi hoằng pháp mà không có hộ pháp thì làm sao hoằng pháp được. Quý thầy, quý chú là người trợ thủ đắc lực, là hoằng pháp trợ thủ đắc lực. Hôm nay các cụ ngồi trong này nghe cũng là người hỗ trợ cho chúng tôi. Họ nghe họ hoan hỷ, họ hưởng ứng, gương mặt họ sắc diện, họ tốt, không có buồn ngủ, dù vậy đó là người hỗ trợ chúng tôi, là người hộ pháp. Rồi một số cái Phật tử về khi nghe pháp xong thì tùy hỷ, mình cúng dường để nuôi các cụ, các thầy, các chú lo cho tam bảo. Cái đó là mình ngoại hộ, có hộ pháp rất là tốt. Còn những vị nội hộ để mà hộ pháp là quý thầy, quý chú bên trong. Đó là điều hôm nay chúng tôi có chia sẻ, mong quý Phật tử hết sức là hoan hỷ trong. Nếu mà tiện hơn nữa thì cái việc mà cúng dường thì hôm nay có tài khoản Trần Văn Hơn tùy hỷ cái gì cúng dường, còn dịch bệnh nó thiếu kém thì thôi khỏi cúng cũng không sao, cái gì thì chúng tôi sẽ gói ghém. Còn cái việc mà mình ở nhà mình mở một đường truyền internet thì cái điều này là chúng tôi hưởng ứng và tán thán quý vị vô cùng. Mỗi ngày chúng ta phải nghe bao lâu? Bộ sách này thực sự chúng tôi đọc 3 năm nay vẫn chưa làm xong, chưa làm được. Hôm bữa chúng tôi nói thật lòng, 3 năm nay đọc và hành không biết xứng đáng để sách dép cho tổ sư quan. Rốt trà đôi khi không có cửa nữa, sách dép không biết có được hay không. Cảnh giới của ngài tu quá thâm sâu.
Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà đại chúng mà muốn nghe đó thì chúng tôi nghĩ phải 8 đến 10 năm. Nhưng mà phải thích thú để hành trì pháp môn tịnh độ thì nghe mới vô. Còn nếu mà không thích thú để mà chuyển phàm thành thánh, học lời thánh hiền và hành trì nhân quả, dứt ác, tu thiện và niệm Phật, liễu sanh thoát tử thì nghe vài bữa chán chắc luôn. Chắc chắn là chán. Không phải là cái nghề của họ, không phải là cái sự đeo đuổi của họ để cho họ có thể học bộ môn này. Họ chỉ cần tiền, rồi dân phận, địa vị, rồi họ có những cái cuộc sống mà họ nghĩ như vậy là ổn. Còn chết thì thôi kệ, sao cũng được. Còn cái chuyện xấu ác nó hiện ra từ từ đến sau, đến đâu gỡ đến đó. Còn bây giờ thì họ làm bao nhiêu chuyện xấu ác, họ thấy bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Thì nói những cái vấn đề mà giáo dục nhân quả thì cái chuyện này không phải học một ngày một buổi đâu. Không phải học như cử nghiệp mà ngoài đời 24 năm ra bác sĩ là xong. Này phải học suốt đời và học đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói như vậy để anh em biết cái tư tưởng mình chuẩn bị là học, học hoài, học mãi, học đến khi thành Phật. Thì tổ sư Ấn Quang khai thị như vậy, lắng nghe. Cái này nghe được rồi, cái đoạn này cũng hơi dài và chúng tôi thẩm thấu cái đoạn này để chia sẻ đại chúng. Phải biết một pháp môn tịnh độ chính là lò luyện lớn để nung phàm luyện thánh của mười phương ba đời chư Phật. Chúng sanh trong chính pháp giới nếu không vào trong lò ấy thì không ai thoát ra khỏi chính pháp giới được. Bởi thoát ra chính là rốt ráo thành Phật vậy. Tin tưởng được như thế mới gọi là chánh tín, mới gọi là có tịnh độ. Phật pháp, phải biết pháp môn tịnh độ chính là lò luyện lớn để nung phàm luyện thánh của mười phương ba đời chư Phật. Chúng sanh trong chính pháp giới nếu không vào trong cái lò ấy thì không thể nào thoát ra khỏi chính pháp giới được. Lò luyện này là pháp môn tịnh độ. Bởi vì mười phương ba đời chư Phật thành Phật cũng từ nơi cái lò luyện này. Hôm qua Thầy Tánh có đọc cái đoạn mà Ngài Pháp Chiếu gặp hai vị Văn Thù Phổ Hiền. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền mới lại là chỉ cho Ngài. Và Văn Ngài Phổ Hiền là nói đến là thầy của bảy Đức Phật quá khứ, nay hiện thân thành Bồ Tát và cũng tu pháp môn tịnh độ, và chỉ cho Ngài Pháp Chiếu này phải tu pháp môn tịnh độ trong thời này. Ngài Pháp Chiếu nói tu như thế nào, kêu là ở cõi này về phương Tây có thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Di Đà, phải thường xuyên niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà, đừng cho gián đoạn, và nguyện sanh về cảnh giới này và đem cái pháp cúng dường để mà trợ hạnh cho cái việc niệm Phật. Ta đã cúng dường mười phương ba đời chư Phật trong vô lượng đời kiếp. Đó là nói đến cái tịnh nghiệp tam phước. Cúng dường đó là mình hiếu kính cha mẹ mình mới cúng dường được, tôn kính sư trưởng mình mới chân thật vâng lời làm theo, đó là cúng dường. Lòng từ không giết đó là mình thương yêu chúng sanh, cũng là mình cúng dường. Mười làm mười điều thiện cũng là cúng dường, đó là tịnh nghiệp tam phước, đó là cúng dường. Chỗ này rất sâu. Và cúng dường đó là tịnh nghiệp tam phước đó. Không những là tịnh nghiệp tam phước là đủ, mà phải tích lũy thiện căn nữa, là phải tin tưởng niệm Phật không cho gián đoạn nguyên bản sâu. Trong này nói rất thâm sâu. Như vậy là Bồ Tát Phổ Hiền và tất cả chư vị Bồ Tát muốn thành Phật nhanh thì chỉ có tu pháp môn tịnh độ. Đây là lò luyện để nung phàm luyện thánh. Câu này nghe rất là sâu và rất là hay. Phàm phu nung trong dục vọng, nung trong cái việc phàm tình, nung trong nhân dục,
cho nên mãi phải đọa lạc. Bây giờ đổi lại nung trong cái lò luyện của tịnh độ niệm Phật để chuyển phàm thành thánh, chuyển xác phàm thành cốt tiên, chuyển phàm thành thánh, chuyển thánh thành Phật. Đây là cái lò luyện lớn, mười phương ba đời chư Phật cũng từ trong cái lò luyện này mà ra đó. Và chính pháp giới từ địa ngục đến Bồ Tát phải ở trong cái lò luyện này. Ai nói như vậy? Bồ Tát Đại Thế Chí nói. Bồ Tát Đại Thế Chí là ai? Tổ sư Ấn Quang. Chỉ có hàng Bồ Tát mới nói được cái chuyện này thôi, chứ còn phàm phu và đến nhị thừa thanh văn viên giác không nói nổi chuyện này. Hàng Bồ Tát đã đạt đến cái chỗ Bồ Tát đăng địa nhất sanh bổ xứ diệu giác, đẳng giác diệu giác thành Phật, là Bồ Tát Đại Thế Chí, thì Ngài là vị Bồ Tát, cho nên Ngài mới nói được ra cái việc là chính pháp giới phải vào trong cái lò luyện nung phàm luyện thánh này. Phàm phu chúng ta không có thể nào nói được chuyện này. Phàm phu chỉ nhìn là con người có thể tu nhân thừa để thành người lại, là chuyện họ nói đến nhân thừa và thiên thừa là hết rồi, lên tới cõi trời là hết rồi. Chứ mà để nói cho để là hàng Bồ Tát mà để mà thành Phật thì cái pháp môn này chỉ có hàng Bồ Tát Ngài thành tựu được rồi Ngài mới nói được chỗ này. Và Ngài nói không có sai, 100% là đúng sự thật. Ngài cũng là Bồ Tát mà Ngài vô cái lò luyện của tịnh độ này để nung phàm luyện thánh, và Ngài thành Bồ Tát Đại Thế Chí ở bên Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Ngài nói cái lò luyện này dành cho phàm phu trong 10.000 năm mà pháp này là hợp thời, hợp cơ và hợp lý, khế cơ, khế thời. Và Ngài không những nói không, mà Ngài thấy hằng hà sa Bồ Tát ở những cảnh giới khác về Tây Phương Cực Lạc. Và chư Phật cũng nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Coi lại kinh Vô Lượng Thọ đúng không? Đúng không? Phật Bồ Tát đều nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Về bên đó để làm gì? Để tiếp tục, nếu vị đó là thành Phật rồi thì tu hành những cái nhân địa để cho cái y báo của mình nó trang nghiêm viên mãn như Tây Phương. Tuy nhiên có một số các vị Phật, chánh báo của họ là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, ngang nhau với Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà y báo do nhân địa vô lượng đời kiếp tu có sai biệt, cho nên y báo khác nhau. Rõ ràng lẽ dĩ nhiên là y báo của cõi Ta Bà là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở đây, là Ngài thị hiện. Nhưng mà y báo Ta Bà khác hẳn với y báo Cực Lạc. Tuy rằng chánh báo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với Đức Phật A Di Đà là bằng nhau, không hai không khác, vô thượng chánh đẳng chánh giác là không ai cao hơn. Về y báo, về chánh báo, về lý thì không có phải bàn rồi, bằng nhau rồi. Nhưng về mặt sự là y báo thì nó sai biệt một trời một vực. Cho nên chư Phật cũng phải về Tây Phương để mà tu cái y báo, tu cái nhân của y báo. Ví dụ như là có những cõi Phật không có ao thất bảo, vì Đức Phật A Di Đà phải tu vô lượng đời kiếp, lấy những cái tinh túy nhất của mười phương ba đời chư Phật. Có những cõi Phật có những cõi Phật không, lấy những cái tinh túy đó và tu cái nhân địa đó để cho nó hình thành một cái y báo, là ao thất bảo, là chim ca lăng tàn già, cộng mạng si điểu, cây thiết pháp, rồi khi sanh về cõi bên đó thì là đồng nam, không phải sanh rồi lớn, từ nhỏ lớn lên. Đó là toàn bộ những cái y báo và những cái nhân địa của mười phương ba đời chư Phật mà Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đã tu hành thành tựu được. Cho nên nói là Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới mà mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn cái y báo của Tây Phương Cực Lạc. Thuyết thành không những chỉ ca ngợi bằng cái miệng không đâu, mà phải về bên đó. Tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc. Có những cảnh giới Phật không được như vậy. Cho nên thành ra Đức Phật A Di Đà là Pháp Tạng Tỳ Kheo gặp Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, vừa phát lên đại nguyện 48 lời nguyện thì Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai là tán thán
cái nhân địa mà ông tu như vậy, chừng về cái y báo của ông thì thôi bất khả tư nghi, chư Phật cũng phải về đó, chư Đại Bồ Tát cũng phải về đó. Kinh khủng. Nên mà nếu mà mình hiểu ra, mình thích thú như vậy, mình giới thiệu cho người khác như vậy, thì mình so với cái cảnh giới ta bà, địa ngục thì khỏi bàn rồi, cảnh giới trời và cảnh giới người thì so với cảnh giới cực lạc cách một trời một vực, khổ đau không thể nói nên lời. Và Ngài lấy cái cõi ta bà này có phàm thánh đồng cư độ, Ngài lấy cái trong ta bà mà Ngài lấy được cái là phàm thánh đồng cư độ nè, có Bồ Tát, có A-la-hán nè, có người phàm, có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Là Ngài lấy cái từ của phàm thánh đồng cư độ của ta bà, Ngài mở một cái phàm thánh đồng cư độ bên Tây Phương Cực Lạc để chúng sanh trong ta bà, trong chính pháp giới này có thể về sáu pháp giới, từ cõi người cho đến cõi trời, cõi địa ngục, và về trên phàm thánh đồng cư độ bên Tây Phương Cực Lạc. Đúng không? Bên đó có tứ độ là phàm thánh đồng cư độ, mà phàm thánh đồng cư độ bên đó đã bắt thấu chuyển, không còn ba đường ác, khác hẳn với phàm thánh đồng cư độ của mình. Và phàm thánh đồng cư độ bên đó là thân tướng họ cũng hệt như thân tướng Phật rồi, thọ dụng ngang với Phật rồi. Còn phàm thánh đồng cư độ của mình là còn ba đường ác, mà khi còn ba đường ác thì mình coi chừng chui vô đó, coi chừng gì, nếu mà tu không khéo là chui vô chắc luôn cho coi chừng gì, rồi thối chuyển mồn một luôn, thân tướng cách xa một trời một vực luôn. Tuy rằng có thể tánh đồng như Phật Di Đà mà thọ dụng không được cái gì luôn, cách xa một trời một vực luôn. Phàm thánh đồng cư độ bên Tây Phương Cực Lạc là người ta phục được tư hoặc và kiến hoặc, phục được thật chưa còn đoạn. Và bắt đầu khi mà họ phục được kiến hoặc và tư hoặc và niệm Phật thành phí đầy đủ tín nguyện và tình nghiệp tam phước họ đủ, thì họ về tới bên đó họ ở, thì thọ dụng thì ngang với Phật rồi. Và về đó tức thì họ đã chứng được lục ngũ thông, lậu tận thông chưa chứng, gọi là lục thông thì lậu tận thông họ chưa chứng, chưa tiêu hết kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, đây là tam hoặc họ chưa tiêu hết, cho nên lậu hoặc họ còn, họ chưa chứng được là cái thông cuối cùng là lậu tận thông. Nhưng mà cảnh giới bắt đầu phương tiện thánh cư độ rồi đó nha, thì bắt đầu họ bước lên phương tiện thì họ phải đoạn được kiến hoặc và tư hoặc. Trong tam hoặc này thì họ đoạn được cái hoặc đầu tiên là kiến và tư. Rồi họ bước lên thập báo trang nghiêm vô chướng ngại độ thì họ đã đoạn được cái trần sa hoặc. Cái này trong văn sao nói rất kỹ. Và họ lên tới thập báo thương tự quan tịnh độ thì vô minh hoặc cũng đã tiêu được. Thì thập báo trang nghiêm vô chướng ngại độ và thường tịnh quan tịnh độ thì Ấn Tổ là Bồ Tát Đại Thế Chí và Bồ Tát Quan Âm qua lại trong hai độ này. Mình nghe vô, mình nghe như dịch nghe sấm nghe thôi, chứ mình không biết có phải có hay không, phải không? Ngửa tin lời Phật đi, có. Mình là phàm phu mắt thịt, thân phàm mắt thịt, chưa chứng thánh, chưa chứng Bồ Tát, chưa đoạn được một cái phẩm hoặc, kiến hoặc và tư hoặc nào, thì nên tin theo lời Phật. Thì người tin này thì đã vượt xa hẳn nhị thừa. Hàng nhị thừa tuy rằng sơ quả thanh văn họ đã đoạn được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến hoặc đã đoạn được, mà có nhiều lúc họ không tin tịnh độ. Hồi nãy chúng tôi nằm ở trong động nghe Ấn Tổ kia nói, tuy rằng mình thua hàng nhị thừa, đó là sơ quả tư đạo hàng, nhưng mình nếu tin được Tây Phương Cực Lạc, tin được câu danh hiệu Phật Vạn Đức Hồng Danh và nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mình đã hơn nhị thừa, vì có những vị nhị thừa là thanh văn thừa, duyên giác thừa chưa tin nổi, nhị thừa còn đang nghi. Kinh khủng. Nhưng mà tin của mình mà tin kiểu bột chột, mà tin kiểu mà cho có tin thì không có so bì được hàng nhị thừa rồi. Hàng nhị thừa là họ đoạn hoặc được, nhưng mà có những lúc họ chưa đủ tin. Tuy rằng mình chưa đoạn hoặc được, kiến hoặc chưa đoạn hoặc được trong tâm hoặc thì mình chưa đoạn được, nhưng mình có niềm tin, đó là cơ may của mình hơn hàng nhị thừa. Bởi vì có những vị A-la-hán khi Đức Phật còn tại thế, Ngài nói đến Kinh Pháp Hoa và giới thiệu con người có Phật tánh có thể là thành Phật giống như ta, không hai không khác, thì 500 vị A-la-hán phải thối lui, không tin nổi điều này. Cho nên thành ra là bước vô trong hàng Bồ Tát là thập tính, là họ đoạn được là kiến hoặc tư hoặc, là tam hoặc đầu tiên là kiến tư hoặc họ đã đoạn được.
thì bắt đầu sơ tính là họ đoạn được là thân kiến rồi. Nhưng bước lên thấp tính họ mới đoạn được cái hoạt đầu tiên, đó là kiến hoạt và tư hoạt. Dễ sợ không? Cho nên thành ra khi mình nghe đến cái chuyện này, Tổ sư Ấn Quang Ngài nói, Ngài là Bồ Tát rồi Ngài nói rõ mồn một, mình nghe vô mình không biết gì hết trơn đâu, nhưng mà cái lộ trình mình phải là như vậy đó. Vậy cho nên thành ra các hàng Bồ Tát về Tây Phương Cực Lạc do cái nhân địa của Đức Phật A Di Đà tu hành và thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, và Ngài có nguyện rằng khi Ngài thành Phật thì quang minh của Ngài thù thắng hơn quang minh của mười phương chư Phật khác. Không phải Ngài tranh giành với chư Phật khác, mà do cái nhân địa của Ngài phát nguyện quá lớn, và cảnh giới của Ngài cũng thù thắng hơn mười phương cảnh giới của chư Phật khác. Vì vậy cho nên thành ra mười phương chư Phật về cảnh giới Cực Lạc, mà Bồ Tát về là bình thường. Bồ Tát Quan Thế Âm là cổ Phật mà vẫn về Tây Phương Cực Lạc, đứng bên cạnh Đức Phật Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Bởi vì chỉ có cái cõi này mới giúp chúng sanh trong chính pháp giới ra khỏi cái cõi trong chính pháp giới, từ Bồ Tát đến địa ngục là nhanh nhất, an toàn nhất. Cho nên Ngài phải về đứng bên cạnh Đức Phật Di Đà để phò tá hỗ trợ. Chúng tôi nói đến cả giới Phật của Phật Di Đà thì không có thời gian nói nhiều, nhưng các hàng Bồ Tát thì về Tây Phương Cực Lạc rất nhiều, nhưng hàng Nhị Thừa thì còn đa nghi, Thanh Văn Duyên Giác còn đa nghi. Tột cùng cổ Thanh Văn đó là A-La-Hán, đã dứt được cái gì? Đã dứt được tam hoạt, mà hoạt đầu tiên đó là kiến tư hoạt. Đây là hoạt đầu tiên. Hoạt thứ hai của tam hoạt là trầm sa hoạt, mà hoạt thứ ba của tam hoạt đó là vô minh hoạt. Thì A-La-Hán đã dứt được kiến tư hoạt rồi, thoát ly khỏi sanh tử rồi. Nhưng mà phát nguyện bản sanh Tây Phương đó, thì mới có thể là ở trong cái lò luyện của tịnh độ được, và có thể thoát ly khỏi cái cảnh giới của A-La-Hán để thành Phật nhanh hơn. Còn cảnh giới người, cảnh giới trời thì sao? Ít có Phật xuất hiện ở đó, chỉ có nội viện Đâu Xuất là có Ngài Di Lặc. Mà hầu như cảnh giới trời, ngoại viện và những cảnh giới trời khác đó, hầu như là họ có cái phước quá lớn mà họ còn tâm hoạt, lòng hoạt họ còn. Bước vô sơ quả thì mới đoạn được kiến hoạt, nhưng mà lên cõi trời vẫn chưa đoạn được kiến hoạt, vẫn còn tham sân si đầy dẫy đó, và họ ở trên đó họ thích hưởng phước vô cùng. Do cái nhân địa họ tu cái phước và họ muốn hưởng phước lên cõi trời, chứ không phải cái nhân địa họ tu là họ muốn liễu sanh thoát tử. Thì cái quả địa của họ đó thì phải ở trên cõi trời, họ hưởng một thời gian cõi trời phi tưởng xứ, sống 80.000 kiếp, lâu, cực kỳ lâu, một thời gian họ hết rồi. Khi mà họ hết cái phước rồi thì sao? Hoa trên đầu héo, làm rối loạn các tiên nữ. Làm rối loạn sao? Bình thường thì họ còn giữ được pháp tắc quy củ, còn lúc đó họ khởi dục mạnh quá, cho nên họ có những cái hành động thô tháo với các tiên nữ, các người nữ trên cõi trời. Rồi áo quần bắt đầu nhơ nhớp, thân thể hôi, nách rịn mồ hôi, mắt thường hay chớp. Trong đó nghe đi nghe lại thì tách đọc cái chỗ này. Thì bắt đầu sao? Từ trên đó thấy mình bắt đầu rớt, từ trên đó một cái bịch xuống này. Lúc đó tâm họ nghe những người phụ nữ, thấy những người nam người nữ ở cõi trần, cõi ta bà, cõi kham nhẫn này, bắt đầu cầu con, thích con, rồi ân ái, thì cái niệm dục đó không có thể ở trên cõi trời được. Họ rớt xuống, họ chui vô trong đó làm con người. Nhưng mà con người từ cõi trời xuống thì họ đẹp giống như Tây Thi, họ đẹp. Còn cái chủng tử của cõi trời, cho nên thành ra là họ sanh ra cái là thôi, mày phụng mũi két rồi mũi gì đó, nó nhìn họ là thấy nó khác người liền. Cái phước báo họ còn, rồi tiếp tục cái tâm phàm tục họ còn nữa, bắt đầu họ vì một cái phước báu thân tướng nội hình còn, bắt đầu họ ý lại. Nói như họ thấy mình là đẹp, họ chảnh, họ ta đây, rồi họ coi như là không biết giữ được cái thân phận của một con người, rồi bắt đầu họ tiếp tục rớt một phát nữa vô trong súc sanh luôn. Kinh khủng không? Mình học Phật Pháp rồi mình thấy cái chuyện này nó có, là luân hồi nghiệp báo, nhân quả xấu ác phải vào trong ba đường ác. Mình nghe bắt đầu từ từ mình thấm, mình kinh hoàng. Cũng đang hưởng phước trên cõi trời vậy mà vì sao rớt? Do cái tâm bắt đầu bị dục nhiễm nó phá. Thì như vậy là đi xuống cõi người thì
Thì cõi người là cái cõi trung tâm trong sáu cõi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người và trời. Thì cái cõi, sáu cõi này là còn tám khổ: sanh, già, bệnh, chết, thương yêu, xa lì, thù ghét, gặp khở, cậu không được. Tám khổ còn, bát nạn còn, tam khổ còn, khổ khổ, hỏi khổ, hành khổ còn, và nhị tử còn, là phần đoạn sanh tử, biến dịch sanh tử còn, và tam hoặc, đó là kiến tự hoặc, trầm sa hoặc và vô minh hoặc còn yên nguyên hết. Thì đây là một con người đang gọi là phàm phu tục tử. Nhưng mình không biết cái đó là cái hoặc, cái đó là cái khổ, cái đó là cái nạn. Không biết cái đó là nhị tử, là sanh, phần đoạn sanh tử, biến dịch sanh tử. Không biết cái chỗ đó luôn. Gọi là vô minh, còn vô minh hoặc nó che đậy như vậy. Nhưng con người là cơ hội lớn, rất lớn để đổi phàm thành thánh. Muốn đổi thành phàm thành thánh để thành Bồ Tát, thành Phật đó, thì phải vô cái lò luyện này, lò luyện tịnh độ, là niệm Phật. Nghe dễ hiểu đúng không? Hồi nãy giờ đọc chút xíu, khoảng chưa tới 1 phút là hết. Nhưng mà hồi nãy giờ nói như vậy nửa tiếng rồi, bắt đầu mình thấm rồi đúng không? Nhưng mà ở trong con người mình còn đủ bát khổ, tam khổ, còn đủ bát nạn, còn đủ nhị tử, còn đủ tam hoặc, đủ hết tất cả. Nhưng mà vì sao mình thoát được? Vì có Phật lực. Phật lực mới giúp cho mình ra khỏi nơi cái vũng lầy này. Cái vũng bùng lầy này chỉ có Phật lực mới giúp mình ra được. Tự lực muốn ra khỏi tam khổ, bát khổ, nhị tử, tam hoặc, bát nạn, mà để cho ra được phải ba đại A Tăng kỳ kiếp: sanh tử khổ đau luân hồi xấu nẻo, cung cực của sự khổ đau. Hôm nay mình nghe được cái chân lý này, đây là phước báu nhiều đời lắm mà. Nghe rồi bắt đầu quyết định thoát ly. Quyết định thoát ly, phương pháp để thoát ly: vô trong lò luyện của tịnh độ, nung phàm luyện thánh. Còn nếu ra khỏi cái lò luyện của tịnh độ thì gì? Đó là lò cừ nung nấu sự đời. Ra khỏi lò luyện tịnh độ, luyện thánh hiền, luyện nhân quả, thì đó là lò cừ nung nấu sự đời, mà bức tranh văn cẩu vẽ người tan thương. Câu này cái đọc vô nó thấm. Nghe nó hay. Ra khỏi cái lò tịnh độ, ra khỏi cái lò nung nấu của thánh hiền, của Phật Bồ Tát rồi, nó là lò cừ, nó nấu cho mình, cho nên là phải nó tan xương mất mạng. Từ con người này bắt đầu nó biến dạng thành con thú luôn, nó biến dạng vào A-tu-la, nó biến xuống địa ngục, nó qua ngạo quỷ xuống sanh luôn. Đó là lò cừ, lò đời, chứ phải lò luyện của tịnh độ. Bây giờ muốn vô lò nào? Muốn vô lò cừ hay muốn vô lò niệm Phật? Mà vô lò niệm Phật nó hơi cực chứ ba. Ở bên ngoài mình sướng, mình quen, mình ở ngoài cuộc đời thì bia ôm, rồi cà phê, đèn mờ, rồi cái gì đó, đá banh, rồi đấu đá, rồi cá độ đá banh, casino, rồi tứ độ tường là gì ta? Đúng trò đúng chuyện không đó. Cái lò đời của nó quen à, cái lò đời đó là lò cừ, nó quen, nó luôn nung luyện con người trở thành cốt phàm rồi. Bây giờ muốn chuyển cái cốt phàm này, chuyển con người phàm này trở thành thành thánh, thành Phật, thì phải đảo ngược cái lò đó lại, bỏ cái lò cừ đi, bỏ cái lò đời đi, bắt đầu vào cái lò của Phật Pháp, luyện, nung luyện. Nung là cái gì? Sáng mới có 3-4 giờ lục đục thức dậy, nhiều lúc mất mũi còn chưa thức dậy, đáng lẽ 3 giờ, 3 rưỡi chuẩn bị, 4 giờ kém 15 là nó chạy chui mặt cái xuống để ngồi. Đang luyện á, nó gục lên, nó gục xuống vậy đó. Luyện mà nó nói khổ cực vậy, chẳng ai có chỉ vậy chứ, bởi vì luyện ra khỏi ngũ dục mà. Ngũ dục đó là ngũ dục á, ngũ nó gục thành ngũ dục. Thì phải luyện cái lò đó cho nó hết cái phàm phu tục tử đó đi. Rồi ăn gì? Phải thịt thà, bia rượu, đùi gà, ô ngon, vô. Thì bên đây phải luyện bỏ luôn cái lò đó, ăn chay đạm bạc, vui tháng ngày, ăn rau, ăn cỏ thôi. Ăn đậu khô nhưng chiên vàng nhưng mùa nắng hạ vậy này nó hát. Luyện nổi không? Hay là còn thèm? Thèm thuồng thì lò cừ sẽ nung nấu bạn.
mà không thèm thuồng, chịu chay lạc, chịu niệm Phật thì đã lọt vô trong cái lò tịnh độ rồi, cái lò của Phật pháp, của luyện phàm thành thánh hiền. Giờ chịu vô cái lò nào? Mình đã vô cái lò của gì? Có vô lượng đời kiếp, chứ này là lò cừ, lò đời của ngũ dục phàm tục rồi. Bây giờ còn muốn ở trong đó nữa không? Hay là muốn ra? Con người mình có một cái đặc biệt lắng nghe này. Đúng thực chất là một con người là một con người thì họ biết được điều đúng, điều sai, điều hay, lẽ phải, điều tốt, điều xấu. Khi nói cho họ được điều tốt, bản chất con người đó còn phàm chứ chưa phải là thú tánh, tính của họ còn là một con người, thì họ là một con người khi nói đến điều lành, điều thiện của bản chất của họ thì họ sẽ làm được và họ quyết tâm phải làm. Đó là con người. Còn con người khi biết đó là điều xấu ác, họ không tránh, thì người này đã là con người đã nhiễm thú tánh quá nặng. Nhiễm thú tánh quá nặng rồi, và sát thì sát người, nhưng mà chờ thời gian thọ mạng hết phải lọt vào trong súc sanh, vì họ không còn biết đâu là thiện ác đúng sai, bất hiếu cha mẹ, bất trung bất nghĩa bất lễ, không còn một cái gì là con người, thì họ đang hưởng phước thừa của cái thọ mạng, cho thú tính đã là bị rồi. Và khi bắt đầu họ làm càng làm bậy lên, ảnh hưởng đến người khác là nó bắt vô trong tù, trong ngục, nó giam ngồi đó y như con heo, nó liền cái gì vô ăn cái đó. Không có được. Phải là một con người có tay có mắt, là một con người ngồi trong đó bị khống chế toàn bộ luôn, thì gọi là cái gì? Tim mang thân người mà tâm đã hãm vô địa ngục, đã vô súc sanh rồi. Thì như vậy bây giờ mình phải làm như thế nào để mới là một con người? Phải bước thêm cái lớp học lò luyện của thánh tiên hiền, hiểu được nhân luân, hiểu được luân lý, hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, làm cho bằng được ngũ luân, phải làm cho bằng được cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận. Chồng hòa vợ thuận được không? Mới cưới nhau thì thấy hòa thuận được, nhưng mà một thời gian về lại nhà rồi, ở với nhau 1, 2, 5, 5, 7 năm rồi, thì hai người có người thuận đi, không ai thuận hết. Mới lần đầu là cho thương nhau, nắm tay nhau, rồi thôi cái gì cũng chiều nhau hết. Sau một thời gian thì sao? Không đồng quan điểm. Ủa ngộ vậy? Không đồng quan điểm đó là gì? Tâm đó là tâm phàm, tâm hơn thua, tâm giả thú. Tâm con người đâu làm gì mà có thể họ cấu xé, họ tranh giành, họ hơn thua, họ cãi cọ, họ có thể là làm cho người khác nhục mạ người khác được đâu. Không thể làm như vậy được, là một con người. Thì lắng nghe chỗ này, lắng nghe Đức Phật dạy chỗ này. Tuy rằng phước báu đời trước họ có thể là ngủ giữ năm giới và họ làm trung thiện, họ làm được con người. Nhưng mà đời này nó mất sạch hết nhân cách của con người luôn rồi. Vì sao họ mất nhân cách của con người? Vì không ai nói đến lời dạy của thánh hiền, của nhân quả. Vì vậy cho nên họ không biết. Và có những người họ đi qua cái hết cái phước báu của con người, bắt đầu để làm một cái thú tính họ có trong đó rồi, nói họ vẫn không nghe. Chúng tôi nhớ cái cô đó mà bởi chúng tôi mới kể đây thôi. Ở Việt Nam nghe bên Mỹ coi như là thiên đàng của hạ giới, đầy đủ vật chất, nung đúc con người sẽ là có được tài ba, giỏi giang, kỹ sư, bác sĩ. Cái đất nước đó nung đúc con người là sẽ là người tài ba nhất thế giới. Bắt đầu cả gia đình vượt biên qua đó. Bước đầu thì chú này học cũng tương đối thành công. Sau đó rồi thì học ra và làm việc bị trục trặc gì đó là theo bạn bè ăn nhậu xì ke ma tí, bài bạc casino bên đó là nó mở công khai luôn. Nó để chữ casino, vô đó là thua no mà. Thí dụ KCZ thì vô đó bảo đảm là thắng luôn. Nhưng bây giờ đã casino là vô đó là sạch sẽ, gọi là no. Để cái chữ rõ ràng rồi. Thí dụ nó kêu KCZ, vô đó là có thể thắng. Z là ăn, là thắng, là thành công, là có tiền mang về, gọi là Z. Còn no là không có gì mang về nữa. Vậy mà cứ vô. Nó ngộ thì Mỹ nó để cái chữ trình hình như vậy. Nhưng mà
cho nên ra cuối cùng vô sạch sẽ không còn đồng nào hết trơn, về đi mượn tiền mượn bạc xung quanh mấy người hàng xóm, mà chúng cái bà đang ghét má của cái chú này cho mượn. Bà cho mượn là bà khởi niệm, bà kêu thằng này là không bao giờ có tiền trả rồi, vô casino làm sao có tiền trả. Cái đầu của người ta mà nghiên cứu là cái máy mà để mà nó thu mình thì làm sao họ có tiền đóng thuế nhà nước, mà họ làm sao mà họ có thể chi dùng bao nhiêu công nhân viên được, mới làm sao qua cái đầu của họ. Nhưng mà họ cho mình ăn vài món rồi bắt đầu mình ngon ngon, mình nhớ nhớ mình vô trong đó. Thì cuối cùng mượn tiền cái bà đó xong rồi ra không có tiền trả, mà kêu phải về hành dâm với mẹ chú đi rồi tôi mới có thể thư giãn, không đòi gấp, về làm liền. Thì con người này là con gì nữa? Con giả thú là súc sanh rồi. Nhiều lắm, cái dạng này nhiều lắm. Họ dính vô trong tài, cần có để quýnh bài, quýnh bạc. Bắt đầu họ vô sắc, họ vô danh, họ vô thực, vô thì, họ vô ngũ dục rồi là bắt đầu chìm trong cái giả thú liền. Không còn một chút gì nhân tính của con người nữa hết. Bây giờ lại nói cho họ pháp môn niệm Phật, cái pháp môn liễu sanh thoát tử, để vô cái lò luyện nung phàm luyện thánh để chuyển thánh thành Phật thì không bao giờ họ làm được. Bởi vì cái cốt phàm họ quá sâu rồi, không ai nói cho họ nghe. Thì như vậy con người là cơ hội, lắng nghe cho kỹ nữa, con người là cơ hội để vào cái lò luyện của tịnh độ này, cơ hội lớn nhất trong sáu cõi. Cõi trời thì coi như thua rồi. Cho Ấn Tổ hay răng nhắc là đừng có niệm Phật tạo phước để sanh cõi trời nha. Và đừng có niệm Phật tạo phước để sanh lại cõi người, cũng khổ thôi. Không ra khỏi cái bát khổ tam khổ đâu. Rồi tam hoặc rồi nhị tử không ra khỏi đâu. Chỉ có về cực lạc mới ra khỏi được. Đừng tắt nhanh cực kỳ. Đáng lẽ người ta phải đoạn hết tam hoặc, kiến tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc, người ta mới về cái cảnh giới gọi rằng là cảnh giới Phật. Nhưng mà cái này chưa đoạn hết tam hoặc, phục được kiến hoặc tư hoặc thôi, chưa đoạn. Chỉ cần phục kiến hoặc tư hoặc, tín nguyện đầy đủ thì người ta đã là có cơ hội về Tây Phương Cực Lạc. Pháp môn nhanh chóng lẹ làng trong một đời giải quyết dứt điểm, thì con người mình là cơ hội lớn. Mà Ấn Tổ nói chỗ này nè, vì sao con người là cơ hội để mà vào cái lò nung phàm luyện thánh, vô cái lò tịnh độ để vượt ra khỏi chính pháp giới này, nhưng mà vì sao họ không vô? Người đông nhung nhúc mà kẻ giàu thì lo chạy theo vật chất, sợ mất sợ hết, mà họ có những lúc họ xài một đời không hết. Chúng ta biết có những người họ bỏ khoảng như 10-20 tỷ, 30-40 tỷ, họ 500-700 tỷ thì họ bỏ vài chục tỷ trong ngân hàng là họ ăn suốt đời này hết. Bỏ ngân hàng là một việc không phải là mình làm những điều ác, bởi vì đó là một cái việc nhà nước chấp nhận. Chúng ta nhớ có những lúc Ấn Tổ ngài có những lá thư, ngài nói ngài về ngài lấy sổ ngân hàng để làm từ thiện. Có nghe đến cái chuyện mà ngài lấy sổ ngân hàng? Ngân hàng là một cái lãi mà đất nước này nhà nước đồng ý cho làm cái điều này. Còn nếu cho vay nặng lãi xã hội đen thì cái này không có đạo đức và mất đi cái phước báu của con người, làm gian ác không được. Nhưng mà ngân hàng thì đây là cơ hội để cho nhà nước có kinh phí xây sở, rồi có những người họ cho vay vừa phải đủ để mà họ sinh sống. Đó là một cái điều phước rõ ràng. Chúng tôi cũng nghe vài cái lá thư ngài nói lấy sổ ngân hàng ra, không biết đến tháng hay chưa, là đến tháng lấy sổ ngân hàng ra đi làm cứu lục cái chỗ đó trước. Thì như vậy con người mình là cơ hội để có họ thể niệm Phật được, nhưng họ lún vô trong cái tài quá nhiều, tiền của quá nhiều, họ tu không được nữa. Họ lo suốt ngày chỉ là kinh doanh thôi, họ tu không được, thì bị vật chất đang trói buộc, ngũ dục trói buộc, họ không ra được. Và người có danh phận địa vị quá lớn, họ cũng bị trói trong đó. Rồi họ nếu mà là họ có trí khôn một chút có ngang, thì họ mượn cái danh này coi chừng họ làm cho bao nhiêu con người điêu linh, khổ đau cùng cực. Rồi họ có sắc, họ có tài, họ có danh thì bao nhiêu cô trẻ hiến thân cho họ. Họ đã bị chôn trong nhân dục rồi, họ không có thể thoát ra khỏi nhân dục nữa. Bây giờ phải làm sao? Phải lúc nào mà họ bị khổ đau và đến đường cùng á, cùng đường mạt lộ rồi đó, danh cũng mất, tài cũng mất, sắc đẹp cũng mất, không còn ai ở bên cạnh hết. Nếu họ còn một chút thiện căn, gặp được Phật pháp thì họ vào cái lò luyện này lại, tỉnh ngộ ra.
Còn nếu mình chưa bị một cái gì hết mà mình gặp Phật Pháp, mình tín tin như các cụ, các thầy rồi đó, chỉ khổ khổ sơ sơ nhẹ nhẹ, chưa đến 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 cùng đường bạc lộ, thì đây là cái phước duyên mình rất lớn. Nhưng mà coi chừng, chưa thấm khổ về đời, coi chừng chạy ra lại cho thấm khổ về đời. Người đông nhung nhúc, kẻ giàu bị giàu, bị của cải vật chất trói buộc, mất hết thiện căn. Kẻ nghèo thì bằng cùng sanh đạo tặc, luôn luôn cứ nghĩ trộm cướp làm sao để mình lương lẹo dối trá để có tiền sinh sống. Thì hai hạng này đông nhung nhúc, số người quá trời đông luôn. Nhìn kỹ lại đó, một đạo tràng được bao nhiêu người chịu tu, cuối cùng họ gì? Họ không niệm Phật được, không vô cái lò luyện tịnh độ được, họ bị lò cừ nung nấu họ. Rồi bây giờ ở ngoài cuộc đời vẫn còn phải đi làm ăn kiếm sống vân vân mọi thứ, đúng không? Có cơm áo gạo tiền, đúng không? Nhưng mà cái này là mình biết nó chỉ nuôi được cái xác thân giả tạm, thời gian cũng chết. Bây giờ mình phải nhân cái tiện đi làm ăn đó, mình phải niệm Phật, mình phải phát nguyện vãng sanh, cơ hội làm thiện được mình làm thiện để mình ra khỏi cái cõi đời này. Nhưng ít ai chịu làm điều này. Họ đã lúng vô cái chuyện mà nhân dục rồi thì ra không phải là dễ. Vô đó rồi thì dễ, mà ra thì rất là khó. Rồi cái cõi súc sanh thì sao? Cõi súc sanh là một cái cõi mà cơ hội rất thấp. Nghe được tiếng người cũng nghe không được. Nghe được tiếng ba, tiếng má, con gà nó tục tác, nó đẻ ra rồi bắt đầu con gà con lớn lên nó đạp con gà mẹ bình thường. Thì gọi là gì? Một đời không biết một đời luôn. Thì gọi là súc sanh quá si dại. Còn mình một đời biết một đời, đời thứ hai không biết. Chồng mình đó sờ sờ đời trước là ba mình không biết luôn. Có cái này nghe mình thấy ớn. Nói về cuộc con người mình một đời biết một đời cho phép, nhưng mà bước lên hàng bắt đầu là a la hán rồi, không cho phép cái chuyện này nữa. Bởi vì có thần thông nhìn thấy đời trước là cha, làm sao thấy làm vợ được, làm mẹ được, là mẹ làm sao làm vợ được, là cha làm sao làm chồng được. Họ bước lên đó họ đã đoạn được kiến hoặc tư hoặc, và họ đã ra khỏi những cái lậu hoặc, và họ không còn cái chuyện dục vọng là thích thú nữa, thì họ sẽ chấm dứt, thì họ không có cái chuyện mà bị loạn luân của nhiều đời. Còn mình một đời này thì cho phép được, nhưng mà nói đến địa vị bước qua hàng nhị thừa là mình là phạm vô loạn luân rồi. Loạn luân là đời trước người đó là cha mình, giờ là chồng. Có đời trước đó là con súc sanh, mình nuôi nó, mình đánh cho đã đời, rồi mình giết nó, mình ăn, để đánh cha, giết cha, mình không biết luôn. Sang một đời sau là mình thua rồi, mình không biết rồi. Thì đây cũng là gọi là gian ác, là loạn luôn. Ghê chưa? Thấy kinh khủng không? Thì súc sanh một đời không biết một đời, mà để cho nó biết một đời của nó là gà mẹ nó là ai, heo mẹ nó là ai, thì nó không còn là súc sanh nữa. Mà chừng nào nó biết vậy? Lâu lắm. Lâu là bao lâu? Tính kiếp chứ không tính đời. 10 đời là chết đi, đời này sống lại, chết đi sống lại. Thì tính phải tính kiếp. Không biết bao nhiêu đời mới đến kiếp được. Bắt đầu rớt vô ngạ quỷ nữa thì cơ hội lại càng khó nữa. Nhưng mà lắng nghe này, Phật nhà có hai cái ví dụ này chính xác, mình nghe nó ấn tượng liền. Ngài nắm một cái nắm lá, thường là ngài giảng pháp ở dưới cội cây, cầm nắm lá này nó, con người mà sống như vậy được làm người, và ngài nói nắm lá trong tay ta nhiều hay nắm lá trong rừng nhiều? Nắm lá trong tay mấy lá này, lá trong tay quá ít so với lá trong rừng, ngài nói cũng vậy. Con người mà chết được làm người lại như lá trong tay, mà chết mà đọa lạc á, trong ba ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh, giống như lá trong rừng. Nghe đến Hải Hùng, đệ tử ngài Hải Hùng, những người chứng A La Hán rồi, ngài thấy bình thường. Bởi vì Phật nói quá đúng, bởi vì vô lượng đời kiếp sanh tử, hôm nay vô chứng A La Hán là mở được thiên nhãn, thấy được nhiều đời mình sanh tử thì chuyện đó bình thường rồi. Nhưng mà chưa chứng sơ quả, chưa chứng tứ quả thì nghe tóc mồ hôi máu, giật mình sợ hãi. Bởi vì họ tin Phật nhưng mà họ nghĩ bây giờ không biết sao thoát ra. Còn mình nghe thì mình thấy bình thường, không có gì hết. Đó là cái lớp màng của mình nó quá dày, của mình quá dày. Cho nên Ấn Tổ thường nói, thường nghĩ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà khởi tâm tu hành. Nhưng mà thực sự sợ mình đọa và thấy đây là cõi khổ thực sự.
mà phải khởi phát bồ đề tâm, tinh tấn tu hành. Đây là diệu pháp. Nghĩ mình gần chết mình phát tâm tu hành, đây là diệu pháp. Còn không có thì không có động lực gì đẩy mình đâu. Thì như vậy con người để mà làm loài súc sanh thì số lượng lá nhiều. Bây giờ mình nhìn lại coi đúng không? Quá rõ ràng luôn. Trời ơi, không, con người đã tham bất kể cha mẹ, tham tới nơi luôn, tiền của cha mẹ, tranh giành với nhau, anh em cướp đoạt tài sản, đánh nhau. Những người có lễ pháp một chút trong tâm họ vẫn hừng hực do cái tư hoặc tham sân si chưa đoạn, kinh hồn khiếp vía luôn. Họ còn nhân cách của con người, họ không dám lộ liễu, mà bên trong vẫn chưa có cái pháp gì để đoạn. Rõ, nhìn rõ ra nó là như vậy. Thì đó là những cái động lực để đưa họ vào súc sanh quá nhanh, đúng rồi. Bây giờ mà nhìn lại được cái con người mà không ăn thịt chúng sanh, không có lấy thịt chúng sanh, thịt cha mẹ trong quá khứ để mà no đẩy bụng mình thì được bao nhiêu người, quý vị coi kỹ. Có cô đó, con đi đám cưới, con ngồi 50 bàn, chỉ có một bàn ăn chay. Bên kia nó nhìn qua nói thầm thầm, đồ ngu. Thời buổi hôm nay mà ăn rau cỏ giống như bò trâu, dạy thích ăn cho nó sướng, tu làm cái gì, nói xăm xì. Mấy người này là không thay đổi. Nghe chúng tôi nói xác quyết là cái chuyện đó là độc nhiễm trong con người mình do cái thịt con thú có chất độc trong đó. Và đó là một cái sự báo oán đời sau phải trả nợ. Nghe sợ người đó nói gì nữa, họ không thay đổi. 50 bàn mà chỉ có một bàn ăn chay thì phải là nấm lá trong rừng. Chỉ nói cái chuyện căn bản sơ trước mắt vậy thôi, chưa nói cái chuyện là còn những tham sân si đầy dẫy, đầy bụng dạ. Nói chuyện đó có những người, người ta nghe điều này không đồng quan điểm chúng ta nói, nhưng mà cái điều này chúng ta nói trong văn sao Phật tỏ dạy, kiểu làm gì ăn thịt mà tội ác. Cái chuyện nó xã hội cho mà, nếu mà mình cứ của giết người, hãm hiếp tuổi chưa vị thành niên mấy đứa nhỏ thì mới có thể là thành tội ác, chứ làm gì ăn thịt tội ác. Họ không có thể nào lấy phạm tình mà suy lường được thánh trí, mà họ không có thể nào họ tin được điều này. Nhưng mà họ tin hay không tin gì cũng phải chịu cái nhân quả đó hết. Đến khi mà mình trở lại làm thú để cho thú nó ăn lại mình, thì lúc đó mình thấy cái niệm, cái quan điểm bây giờ là sai lầm, nhưng mà mình vẫn bây giờ không thay đổi được. Gọi là chúng sanh trong cõi Diêm Nam Phù Đề này, trong cõi này, cõi Ta Bà này nè, là can cường, ngang ngạnh, bướng bỉnh, khó độ. Mười phương chư Phật tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vì sao mà lại dám cõi vào cõi ngũ trượt ác thế này mà độ sanh, thiệt là phải nói là khó khăn vô cùng mà ngài dám vào. Thì bây giờ mình nói lại chung quy trong chính pháp giới, từ địa ngục đến cảnh giới Bồ Tát, nếu không có vào trong cái lò luyện luyện pháp môn tịnh độ và niệm Phật cầu vãng sanh, thì để thoát ly sanh tử luân hồi cực kỳ gian nan, bao trùm hết luôn à. Đến hàng Bồ Tát thì coi như là không có ra chính pháp giới, thì không còn cái gì mà coi như là bên ngoài được hết. Chỉ có cảnh giới Phật tương đồng không nói rồi. Còn chính cảnh giới này còn lại trong thời này chỉ có tu tịnh độ. Thời này là bao lâu? 10.000 năm mạt pháp. Chỗ này chúng tôi thẩm thấu và hiểu được. Mà khi lên hàng Bồ Tát, bắt đầu họ bước vô Bồ Tát mà qua khỏi thất tính rồi đó nha, bát tính rồi, bắt đầu vô thập tính rồi đó, thì cái phần với phần mà phần đoạn sanh tử họ đã hết, không còn nữa. Vô A-la-hán là phần đoạn sanh tử hết rồi, bắt đầu họ biến dịch từ A-la-hán lên Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, đó là thường nguyện tái lai, là biến dịch sanh tử chứ không khỏi là phần đoạn đó. Phần đoạn tức là chết đi cái thân này, lên cõi trời mất cái thân này, đi xuống cõi địa ngục hết cả hết cái nghiệp báo rồi bắt đầu lên cõi súc sanh, đó là phần đoạn sanh tử. Còn biến dịch là bắt đầu họ vào dòng thánh đó, gọi là biến dịch. Chỗ này nên hiểu. Và bước lên các hàng Bồ Tát sâu xa đó thì trần sa hoặc hết. Và phải là vô cảnh giới Phật rồi mới là vô minh hoặc, đoạn một phần của vô minh hoặc là chứng một phần pháp thanh thanh tịnh, và đoạn sạch hết tất cả vô minh hoặc là chứng được vô thượng danh đẳng chánh giác, cực kỳ khó lâu. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay nói đến cái việc mà Tổ sư Ấn Quang khai thị, đó là từ địa ngục đến cảnh giới Bồ Tát là chính pháp giới, muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi phải vào cái lò luyện của tịnh độ này.
lắng nghe, bắt đầu ngài chỉ cái phương pháp để mình tu lắng nghe. Chỉ có một pháp trì danh niệm Phật, không cần quán tưởng, quán tượng và thật tướng niệm Phật, vẫn chứng được thật tướng niệm Phật. Khi chứng được thật tướng niệm Phật thì thấu triệt Tây Phương, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, thọ dụng ngang với Phật. Chỉ cần một pháp trì danh. Trì danh tức là niệm danh hiệu A Di Đà Phật, chú trọng chỗ nghe. Hôm bữa có người chú ông lên ông trì danh kiểu này, ông thấy cái tâm loạn tưởng quá đi, ông niệm chữ A trong đầu ông nhớ chữ A, niệm chữ Di trong đầu nhớ chữ Di, thì bước đầu tinh thần còn sung mãn nhớ được, nhưng đến lúc tinh thần sung mãn nhớ không được thì ngài nói đó là vẫn là quán tưởng danh hiệu Phật. Quán tưởng là nhớ tưởng danh hiệu Phật. Thì cái cách của ngài Đại Thế Chí mà ngài phổ biến là không cần nhớ danh hiệu Phật mà chỉ cần nghe, chú trọng tại nghe, trong tâm niệm cũng nghe A Di Đà Phật thiệt rõ, ngoài miệng nghe cũng là A Di Đà Phật thiệt rõ. Thì để cho cái tâm mà gọi rằng là sắc thọ tưởng nó quy trong âm thanh luôn, hành là xê dịch tốt xấu của tâm quy trong âm thanh luôn, thọ tưởng hành thức quy trong một âm thanh nghe, chú trọng tại nghe, tập trung vô căn tai để nghe, khỏi cần nhớ tưởng là danh hiệu Phật, khỏi cần quán tưởng là không nhắm mắt lại là thấy tượng Phật, quán tưởng là nhìn tượng Phật. Tâm chưa thanh tịnh thô tháo, quán tưởng thật tướng liền rớt trong ma cảnh, ma dựa phát cuồng, Phật cứu không nổi. Ghê chưa? Chỉ có trì danh nghe là danh hiệu, chú trọng chỗ nghe. Kệ nó nghĩ gì đó nó nghĩ, chỉ lắng nghe cho kỹ thì cái nghĩ này là tưởng, là thức, là hành, quy trong cái âm thanh hết. Một pháp trì danh, trì danh chú trọng tại nghe nó niệm trong tâm bốn chữ, lắng nghe cho kỹ. Cái người mà họ niệm trong tâm mà lắng nghe được A Di Đà Phật trong tâm cho sâu, tâm người này phải định sâu lắm họ mới nghe rõ ràng được. Rồi niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nhỏ Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm lớn, lớn không lớn lắm với đại chúng, Nam Mô A Di Đà Phật. Bốn cách này dùng cho nó khéo, hợp thời hợp lúc, chú trọng tại nghe, đừng bỏ nó. Đây là đang ở trong cái lò luyện cái tâm thức để chuyển phàm thành thánh, nghe kêu là chuyển thân xác phàm thành cốt tiên. Nghe nói ví von là cốt tiên, chứ là phải niệm Phật là phải thành Phật chứ không phải thành tiên. Cái pháp trì danh này ngài chỉ rất kỹ, con mắt mình phải phủ xuống nhìn thấy chóp mũi. Có một bữa vô công phu lễ Phật quên nhìn chóp mũi, càng lễ tự nhiên năng lượng mình sao nó mất hết, nó càng yếu, tâm nhìn phủ xuống, nhưng mà sao không biết mồ hôi nó tót ra, thấy sao mà càng lễ Phật càng mệt vậy nè. Trụ trên hơi thở hít sâu lại và nhìn chóp mũi mờ mờ thôi. Có nhiều người nhìn xuống không thấy chóp mũi, thấy nó mờ mờ thôi. Vài câu cái bắt đầu cái tâm lực mình đã có, rồi khí lực mình đã có, rồi cơ thể nó bình phục lại. Cho nên trong cái vấn đề mà dụng công thì trong văn sao Ấn Tổ chỉ là tiền, bảo đảm không có bị sai chạy, còn lơ tơ mơ mình coi chừng thất bại. Cho nên ngài nói người niệm Phật cầu cái gì? Cầu cái tiếng niệm Phật không ngưng dứt, cầu khi thọ mạng hết Phật đến rước mình về cực lạc, cầu làm sao nghiệp chướng của mình ngày một tiêu đi, cầu làm sao đó tín nguyện hạnh mình được hưng khởi. Ngài nói những cái cầu đó là để cho mình nhất tâm, để mình liễu sanh thoát tử. Còn cầu thấy Phật tâm còn bợt chợt thì coi chừng. Thấy Phật A Di Đà lo chi chẳng khai ngộ, đó là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đúng không? Ngài kêu ngài nói đuôi theo ngài Diên Thọ là chỉ cần được nhất tâm, cần chi thấy không thấy. Ngài Vĩnh Minh là nói về tới Tây Phương Cực Lạc thấy Phật A Di Đà rồi, cần chi mà khỏi cần phải khai ngộ không khai ngộ vậy trơn á, thấy Phật Di Đà lo chi chẳng khai ngộ, là nói về cái người ước theo đã về tới Tây Phương.
Ngài sợ những người ở cõi Ta Bà này chưa về tới cực lạc đòi thấy, dẫu cho thắng cảnh là Phật hiện, rồi dính mắc trong đó cũng trở thành ma cảnh. Mà ma cảnh hiện ra, tâm mình vẫn là nghe được câu Phật hiệu, thì ma cảnh này tự mất càng tinh tấn hơn. Mà Phật cảnh hiện lên vẫn giữ câu Phật hiệu, mình không chạy theo Phật cảnh thì mới là tốt. Mấy ai được? Khó lắm à. Bữa nghe cô đó cô lên cô kể, cô thấy Quan Âm rồi cô thấy này thấy nọ, cô nói thấy rồi bỏ qua, còn giữ đến bây giờ là có chướng ngại. Bây giờ có thấy nữa đâu, cứ mơ tưởng cái chuyện đó là tâm bắt đầu tán loạn, điên loạn lên rồi. Những oan gia nhiều đời họ hiện ra cho những cái cảnh đó, rồi đam mê trong đó, rồi mất công phu, cống cao ngã mạng là coi chừng tiêu luôn. Cho nên cái lối của Ngài chỉ là chỉ còn trì danh, không còn quán tưởng, không còn quán tưởng, không cần tu thật tướng niệm Phật, nhưng vẫn thấu triệt được thật tướng. Và khi thấu triệt được thật tướng là tự tánh Di Đà của mình phục được phiền não kiến tư rồi, phát lòng tha thiết nguyện vãng sanh, thì tự tánh Di Đà của mình cảm được tự tánh Di Đà của Đức Phật A Di Đà, không hai không khác. Thì khi mình cảm được tự tánh Di Đà nơi tự tâm mình rồi, tiếp tục tu nữa, chứ không phải rằng mình kêu mình đã là thanh tịnh rồi không tu nữa. Tu đó là niệm Đức Phật Di Đà cách đây 10 bữa cỏ nữa để mình về bên đó. Bữa ngày các khai thị đó, đừng có nói có tự tánh Di Đà rồi không niệm Di Đà cách đây ở 10 bữa cõi. Đừng có nói là có Phật Di Đà cách đây 10 bữa cõi rồi dùng hết cho Ngài rồi ở trong này không chịu tu để hiển lộ tự tánh Di Đà của mình, không đoạn hoặc chứng chơn, không chịu lo chuyển cái tâm phàm, thì hai vị Phật này cũng không gặp nhau đâu. Hay, cực kỳ hay luôn. Vậy cái lý luận của Ngài là lý luận để công phu, chứ không phải lý luận đồ môi chất lưỡi nữa. Có sở chứng. Khi mà trì danh niệm Phật là Ngài nói là cái mục đích của con người trì danh niệm Phật nó được chỗ này nè. Tự nhiên thôi chứ không mong cầu. Khi mà người đó chịu niệm Phật thì nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại bắt đầu rơi rụng tiêu. Quả báo ác vẫn hiện hữu vì đã có gieo nhân ác, nhưng mà nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Quả báo ác đó vẫn hiện hữu do có nhân ác đời trước, nhưng mà do họ có niệm Phật, họ có ân kinh, họ có phóng sanh, thế gì nặng thành nhẹ. Mà dẫu thực sự nó đến với họ nữa thì tâm họ an nhiên, an vui. Tâm khổ họ không có bị cái sự khổ, cái quả khổ trói buộc họ nữa. Có cũng có, nhưng mà không có phải đến nỗi lên bờ xuống ruộng. Có hai vợ chồng cùng bị cháy nhà. Ông chồng thì cũng có hiểu Phật Pháp cho nên khổ không bằng bà vợ. Bà vợ bị điên khùng luôn. Điên khùng không biết ông chồng là ai luôn, không biết con là ai luôn. Cháy nhà hết sạch của cải rồi. Vì người phụ nữ đó họ thương tiền, họ thích tiền, họ tham của. Hồi xưa cho nên mới nói là gì đó, lấy lửa thử vàng mà lấy vàng thử đàn bà, mà phải lấy đàn bà thử đàn ông. Đàn ông thường hay tham sắc dục, còn người phụ nữ đó là tham tiền tài. Mà lửa thử vàng, mà lửa mà vàng dỗm là nó chảy tè le ra hết, nó cháy hết lại liền, nó không có giữ nguyên hình thể nó, đúng không? Thì xưa ông bà mà nói kiểu nó thử nó vậy mà. Thì bà này vì sao đây? Mù khóc coi như là đến nỗi mà điên khùng luôn. Ấn Tổ Ngài gửi cái lá thư lại, Ngài nói do cái tâm thấy sự khổ đã qua mà chấp vô sự khổ. Ông chồng không thấy sự khổ đó và bị cái sự khổ đó nó không có trói buộc mạnh cho nên ông không bị điên khùng. Còn bà vợ trói buộc vô cái sự khổ là cái quả khổ, là bị cháy nhà, mất của, cho nên bà quá khổ luôn, khổ điên khùng. Cũng là một cảnh ngồi trong tù mà Ngài gửi lá thư, ông đó ông nghe ông hết nghĩ rằng mình ở trong tù đang nhập thất. Thôi ông đó ông an lạc, ông kêu dễ gì ở bên ngoài mà được người ta bưng cơm cho ăn, dễ gì có thời gian niệm Phật như vậy. Ông kêu tôi đang nhập thất. Cũng hai người trong tù, và một người hiểu ra vỡ lẽ là kêu đang nhập thất, còn một người nói trời ơi tôi khổ, nhớ vợ nhớ con không được về, ở trong này ngồi giống như loài súc sinh, nó muốn cho ăn gì ăn. Nhốt được cái tâm họ, có nhốt được cái tâm họ không? Không nhốt được cái tâm họ.
Đó, bà Vi Đề Hy đang ở trong tù cực cùng cực luôn, nghĩ đến Phật Thích Ca. Phật Thích Ca A Nan Mục Kiền Liên đến vô tù thuyết pháp cho bà nghe về kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bà ở trong tù nhưng mà lúc bà hiểu được Phật pháp và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng cho bà nghe rồi, bà an lạc giống như ở trong tứ thiền. Lúc trước chưa hiểu Phật pháp là đang ở trong địa ngục, con mình là vua A Xà Thế là bắt nhốt mình vô đó, ông chồng mình thì chết rồi không nói rồi, vua Tầm Bà Sa La là bị chết rồi, đói quá chết rồi. Còn lúc chưa hiểu Phật pháp là đang ở trong địa ngục, mà khi hiểu được Phật pháp là đang ở trong tứ thiền, cơ hội. Và con mình không nhốt như vậy làm sao mà mình cầu cạnh đến Phật và mình có thể mà hiểu được Phật và Phật dạy cho mình nghe. Cho nên ở cõi này phải lấy sự khổ làm thầy, mà lấy sự khổ làm thầy không đủ, mà phải lấy giới làm thầy nữa. Nãy giờ nghe nhớ gì ông ta mà nói nhiều dữ ta. Nó thấm từ từ ở trong đó rồi chuyển cốt phàm, nó chuyển thân phàm thành cốt tiên. Rồi bây giờ nghe cái lá thư này chút xíu để chuyển đề chút đi, cho nãy giờ tập trung quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ứng Quang trích trong Văn Sao Tam Biên. Tổ sư Ứng Quang viết thư cho hai vị hòa thượng, một là Hoằng Nhất Đại Sư, hai là Hòa Thượng Quán Huệ. Thư trả lời Đại sứ Hoằng Nhất, hôm qua nhận được thư và bản tụng văn cũ lẫn mới, đọc không thấy chỗ nào sai. Trong thư nhắc đến tình huống dùng tâm quá độ, Quang đã sớm đón biết chuyện này, do vậy đã viết một lá thư khuyên sư đừng làm như thế. Do sư quá tỉ mỉ, thường có những chỗ không cẩn thận, không cần phải thật dốc sức mà sư vẫn chứng chịu không dốc sức, đến nỗi bị thương tổn. Xét theo sức lực của sư, có lẽ nên lắm lòng chuyên nhất niệm Phật, những giáo điển khác và những sách đang được lưu truyền hiện thời, nhất loạt đừng xem tới, để khỏi bị phân tâm, bị tổn hại vô ích. Người biết sư sự đúng thời phải hiểu thời cơ sự việc. Chuyện gì sư với tôi chẳng thể gánh vác được thì hãy nên lấn mình ra ngoài, để mặt đó đừng hỏi đến nữa. Nhất tâm niệm Phật để mong mình lẫn người đều được lợi ích thật sự, ấy mới là phương cách độc nhất vô nhị vậy. Tổ sư Quang viết thư gửi Hòa Thượng Uống Huệ trích phần cuối. Pháp môn niệm Phật chính là chỗ quy túc của các tôn, luật, giáo, thiền, mật, là đường tắt thành Phật của trời, người, thánh, phàm. Hết thảy các pháp môn không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này. Hết thảy các môn không phun nào chẳng trở về pháp này. Kẻ chi kiến nhỏ nhoi cho niệm Phật là pháp môn của ngũ phu ngũ phụ, nào biết trong hội Hoa Nghiêm, thiện tài sau khi chứng được thập tính hộ tâm, vâng lời Ngài Văn Thù dạy, đi thấm học với khắp các thiền tri thức, hãy nghe dạy liền chứng. Cuối cùng đến chỗ Phổ Hiền Bồ Tát, được Ngài Gia Bì khai thị sở chứng gắn với Phổ Hiền và chư Phật. Đức Phổ Hiền bèn vì thiện tài xưng tán cùng Đức Thù Thắng mầu nhiệm của Như Lai, dạy thiện tài pháp mười đại hướng vương, dùng công đức này hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả, và khuyến tấn chọn hết các Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới nhất chiến hành cầu vãng sanh Tây Phương. Hoa Tạng hải chúng không một ai là phàm phu nhi thừa hay quyền vị Bồ Tát chư pháp vô minh, vị nào chứng ngộ thấp nhất đã là bậc sư trụ trọng viên giáo, vì ấy đã có thể hiện thân là Phật trong thế giới không có Phật, và tùy theo mỗi loài hiện đủ mọi thân để độ thoát chúng sanh. Sau đó từ nhị trụ cho đến thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, mỗi địa vị càng thù thắng hơn. Các vị Bồ Tát ấy đều dùng mười đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương. Những kẻ kia tức kẻ vị bám niệm Phật là hạng người nào mà dám chống đối các ngày ấy?
Do vậy biết Pháp Môn Niệm Phật quả thực là pháp môn tổng trì đến mười phương ba đời hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thành thủy, thành trung. Vì thế, pháp này được chính giới hướng về mười phương cùng các người, ngàn kinh cùng xuyến dương, bốn luận đều tuyên nói. Do pháp này dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, nên liền được nhân trùng biến quả, quả tột nguồn nhân. Cuối xin hòa thượng thương xót lòng ngu thành cầu quan, quán sát thời cơ bỏ tham thiền để niệm Phật, tuân theo thánh huấn của các vị văn thù phổ hiền, nội theo dấu thân của các vị trực ngộ liên trì, ngõ hộ người thứ học đều được lợi ích liễu thoát sanh tử ngay trong đời này, khiến những vị cư sĩ hộ pháp đều được dựa vào hội thượng thiện nhân ở liên trì. Bi tâm của tam thế chư Phật được xoa dịu lớn lao nên cõi tịch quang. Chư tổ của năm tông đều mỉm cười rạng rỡ nơi chân tế. Ngũ đài vội vội đã có bậc hoàng dương đạo thành thủy thành trung. Phật tử đông đạo sẽ điều tu đạo tâm làm tâm là. Chẳng biết hòa thượng có chịu rủ lòng nghe theo hay không? Nếu nói ai có chi nấy sao lại cưỡng bức, ông dựa pháp của ông, tôi hành đạo của tôi. Quân cũng chỉ tử thèn cùng vòng, chẳng dám đến nhận nữa. Mong hãy đem thứ này trả về Đinh Nham để đốt chức tượng văn thù Bồ Tát trong đại điện, hồng tố lộ tấm đồng khăng khăng ngũ thành của quan đối với ngũ đàn mà thôi. Giờ đó thì đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Ngài Hoằng Nhất Đại Sư, trong cái thư này ông tổ trả lời không có nói cái việc mà vì sao ngài lại bị chứng ngại, rồi ông tổ khuyên nên gác bỏ hết tất cả mọi việc, lánh ra ngoài những công việc đó đi, chắc có chứng ngại trên cái việc Phật sự cũng như công phu tu hành. Có một lần hình như ngài Hoằng Nhất muốn đốt tay cúng Phật tí hương, đốt nhang trên tay, đốt tay cúng Phật, ngài cũng răn dạy ngài kêu không được làm như vậy. Những vị này là những vị đại sư mà nhiều lúc tu hành có những cái chướng ngại cũng cần phải có các vị Bồ Tát đi trước để hướng dẫn. Vậy cho nên thành ra ngài có khuyên mình tu hành không nên quá nhọc nhằn thâm tâm, thức khuya dậy sớm niệm Phật căng thẳng quá. Cái não mình nó không chịu nổi như vậy. Lúc trước thì ở bên ngoài ăn chơi sa đọa, không biết chuyện tu hành, khổ quá rồi, lôi đầu vô trong này tìm một cái chỗ tu ngày đêm, lúc dùng lúc căng, lúc dùng lúc căng, thân chịu không nổi, đầu óc não chịu không nổi. Cái này gọi là thân tâm nhọc nhằn, do thái quá, quá độ mà không biết lượng theo sức mình cũng chướng ngại. Mà mình lúc đó vô trong cái đó rồi mình không có thấy là chuyện đó chướng ngại, thích lắm. Cũng như đang chìm trong ngũ dục, có ai thấy ra là chướng ngại không? Rồi ngũ dục nó hành cho lên bờ xuống ruộng, khổ đau cùng cực, chịu không nổi với cái vọng tưởng điên đảo, bây giờ muốn trốn, chạy vô chùa bắt đầu tiếp tục tu ngày tu đêm, tu không có còn kịp ngơi nghỉ nữa, và ăn thì một bữa trưa ăn chút xíu, thân không khỏe làm sao mà tâm an tấn tu đạo nghiệp, trở ngại. Hầu như rớt hai trường hợp này hết. Đó là lá thư đầu tiên ngài chỉ nói mà chúng tôi hiểu ra như vậy, mà đúng là như vậy. Và cái số lượng con người mà kêu để tinh tấn tu ngày đêm thì quá ít rồi, còn là hưởng ngũ dục thì quá nhiều. Dùng như dây thun hưởng ngũ dục, căng như dây đờn vô tu mà coi như rớt dông cái sự bầu chọn. Ngài Quán Hệ là vị hòa thượng tu thiền nổi tiếng thời đó, mà Ấn Tổ ngài viết một lá thư 5.000 chữ. Ngài khuyên nên thôi cố gắng bỏ thiền tu tịnh độ. Dẫn chứng cái đoạn hôm qua thầy Tánh đọc nói về cái chuyện ngài pháp chiếu đó cũng nằm trong lá thư này, dẫn chứng cực kỳ kinh khủng luôn, và khuyên nếu mà không có chấp hành thì đem lá thư này về đốt ở bên trước tượng của ngài Văn Thù ở Ngũ Đài đi, như ngài Quán Hệ ở Ngũ Đài. Làm gì mà mình đem cái tâm phàm phu của mình chưa chứng thánh để mà cầu tu chứng thánh, khó
giống như lấy cát mà nấu thành cơm. Còn lấy quả địa giác của Phật A-di-đà là gạo nấu cái thành cơm. Trời, cái chỗ này nghe nó lý thú, nó hay, hợp lý đúng không? Chưa chứng thánh tâm mình là vọng tưởng là cát, chưa vô sơ quả đoạn kiến hoặc thân kiến biên kiến là tâm mình vọng tưởng là cát. Để cho mà cái tâm vọng tưởng nó lắng dịu xuống, để cho tâm thường trụ của mình nó hiển lộ ra, để đoạn ác tu thiện, thì cái chuyện này là bọn phàm phu mình cực kỳ khó. Chỉ có hàng Bồ Tát tái lai thì làm được, nhất sanh bổ xứ, hết hết cái chuyện phàm phu tục tử, hết kiến hoặc tư hoặc trầm sa hoặc vô minh hoặc là tâm hoặc dứt rồi, thế thì Bồ Tát tái lai thì họ đụng tu cái gì nó cũng trúng, còn mình đụng cái gì cũng như là kẻ mù đi trong đêm đen là phải té thôi. Bây giờ có một cái cây, có một cái đèn pin là A Di Đà Phật, phải không? Mình cầm đó mình đi theo khỏi sa hầm sụp hố. Cho nên Ngài nói với Ngài Quán Huệ là cái câu Phật hiệu đó là quả giác của Phật A Di Đà tu đã thành. Mình nghe quả giác đơn giản chứ mà gì? Đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng công đức, vô lượng tướng hảo, vô lượng y báo và chánh báo. Y báo là cảnh giới bên đó, dồn chứa trong cái quả giác này. Chịu niệm đi, chịu niệm chỉ cần 10 năm chứ không phải 10 đời, 10 kiếp đâu là thoát ly sanh tử. Mà thật xa phải chịu niệm chứ không phải là xạo xạo, lật bật nó mà được đâu. Quá, quá là dễ, bởi vì nương nơi thiền từ nguyện lực của Phật. Ví dụ là ông quan đó, ông quá trời giỏi luôn, và công cán của ông quá nhiều, trung thần mà ông là tướng giỏi, ông dành lại cho một cái đất nước của nước Việt thời Trung Quốc, Việt Vương Cô Tiễn quýnh thành công, ông quá giỏi, Phạm Lãi, Văn Chủng. Nhưng mà con của ông Việt Vương Cô Tiễn khi xuất hiện là thái tử thì mấy ông tướng kia cũng phải là phục xuống, tuy rằng đứa con nó chưa có phải là một cái người là bỏ công cán gì hết trơn á, không bằng hai cái ông tướng lãnh này, nhưng mà nó là người phải nói là con của ông vua, nó phải hơn rồi, thái tử là phải hơn quần thần rồi, thấy không? Nghĩa là bây giờ mình có tu cái cảnh giới mình cao cỡ nào đi nữa mà chưa sanh trong hoa sen về Tây Phương Cực Lạc là con của Phật A Di Đà đó, thì khi mà quần thần thì té xuống ngã đau khổ đau sanh tử vẫn là quần thần. Hay ngày ví dụ chỗ này hay, thái tử khi té xuống còn hơn quần thần. Không, tuy rằng thái tử là chưa có công cán gì so với quần thần, nhưng mà quần thần là không phải là con, cho nên thành ra vẫn là không có y thế bằng thái tử. Đó là cái pháp môn tịnh độ, nãy giờ chúng tôi nói là 1 tiếng 15 phút, 9 giờ, giờ là 9 giờ, 10 giờ 15, giờ lắng nghe cái chỗ này là cái chỗ mà nó quan trọng. Đôi khi mình nói về cái việc pháp môn tịnh độ nhưng mà mình hàm dưỡng huân tu nhưng mà không có đoạn hoặc thì mình bị thất bại. Muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà không xả ly ta bà, xả ly ta bà rồi mới hân nguyện cực lạc. Muốn chứng thánh thì phải đoạn hoặc, mà đoạn hoặc nó có hai cái hướng. Một là không cho những dục niệm, những tâm niệm của mình nghĩ sằng bậy khởi lên, mình phải quyết định như vậy. Thứ hai là dùng câu Phật hiệu để khống chế nó. Mà nếu mà dùng câu Phật hiệu để khống chế nó mà không có quyết định để trừ khử nó thì coi như không thành công. Hôm qua chúng tôi có đọc cái đoạn ngày đó. Khi những tâm niệm tham dục, kiêu mạn, sân hận, bực tức, ích kỷ, tham lam, nghi ngờ nổi lên, phải bèn nghĩ ta niệm Phật làm sao nghĩ được như vậy, bèn dập tắt nó liền. Mà không phải một lần dập tắt là nó hết, và nó còn ở trong đó, cũng như cái cỏ mà mình cắt ngang nó rồi vài bữa nó mọc tiếp, bây giờ cái gốc nó còn. Cái gốc có kiến hoặc là tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến, tà kiến kiến, thủ kiến, đó là tư hoặc kiến hoặc, cái gốc nó còn. Cho nên nó cứ mọc lên hoài như cỏ gú, không, cái cỏ gấu nó cứ mọc lên hoài, sạc ngang, lấy máy sạc ngang rồi cũng mọc lên cái gốc nó còn. Có nhiều người nói, ổ tôi đã trừ cái lòng tham rồi mà sao giờ nó hiện nữa, chưa trừ cái gốc nó được. Như vậy là cái gì mà trở ngại, cái niệm gì mà gọi là bất tịnh để làm cho chướng ngại cái tình niệm. Người tu sĩ mình có nhiều lúc cái việc mà sát sanh thương chúng sanh mình làm được, chấm sát sanh thương chúng sanh ăn chay mình làm được, nhưng mà vẫn phải bị cái quả báo của trong đời này lúc còn nhỏ chơi giết dế kiến ăn mặn, và nhiều đời mình phải trả cái quả đó, cái quả đó phải trả đó.
Nhưng mà nếu công phu khá lên, nó bệnh hoạn, nó bị tai nạn thì tâm mình yên ổn, thì mình cái đó không nói rồi. Nhưng mà riêng cái nhân của dục niệm là tham sắc dục, tham tài, tham danh, thì đây là cái nhân của luân hồi sanh tử trong 12 nhân duyên: vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, án thủ hữu là nhân hiện tại, sanh lão tử là quả vị lai. Thì cái đây là cái nhân để là dục niệm, là bất tịnh niệm, để làm cho tịnh niệm mình bị hoang ố. Một mặt thì niệm Phật để giữ tâm thanh tịnh, một mặt vẫn khởi dục niệm. Bây giờ ví dụ người ta lớn tuổi thì không cơ hội, không còn chồng, hoặc là vợ người ta cũng chết, chồng người ta chết, hoặc là chia tay rồi, họ dục niệm cái gì? Thương cháu. Đây cũng là một loại dục niệm để chết. Khi mình chết rồi, mình đi thương nó quá để mình chui vô bụng của nó. Luân hồi sanh tử từ chỗ này, mà nó làm cho vẫn đục đi cái tịnh niệm cũng từ cái niệm này. Chỗ này là nhân hiện tại trong 12 nhân duyên, là vòng luân hồi sanh tử. Phải cắt được cái dòng xích này. Nếu mà cắt được dòng xích ái thì thủ là giữ cái ái đó, giữ cái sự sanh tử đó. Hữu là có sanh tử luân hồi, thì nó biểu điều 12 mắt xích đó, sanh vô minh, hành thức, danh sách, lục nhập, xúc thọ, ái, thủ hữu, sanh lão tử. Đó là 12 vòng của sanh tử luân hồi. Mà đến khi nào người ta dứt được cái chuyện này? Phải vô duyên giác quả, gọi là độc giác Phật. Họ chặn đứng được cái chuyện này, họ cắt luôn được cái dòng sanh tử này, gọi là quán 12 nhân duyên. Và cắt được dòng sanh tử là chứng được độc giác Phật, là duyên giác Phật. Thì mình chưa có thể mà giống như là các vị độc giác, duyên giác, thì mình phải làm cái gì đây? Dùng câu Phật hiệu chế ngự. Làm sao cái sức công phu đó nó phải mạnh hơn dục niệm. Khi nó khởi lên bị dập tắt, khi nó khởi lên bị dập tắt. Và nhìn biết nó, dục niệm về cháu, về con, về tiền, về danh, về vợ chồng, giàu là chánh danh vợ chồng, khởi lên một cái là gì? Tạm là đời này vợ chồng, đời trước là cha, mà sao dám dâm loạn như vậy, đòi địa ngục cá ngang. Ai khởi lên niệm được điều này, họ muốn vãng sanh, họ muốn xả ly ta bà, thì họ phải xả ly từ những căn bản này, rồi họ mới nguyện vãng sanh được. Cái chuyện này mình đang ngồi nói là trong nhà của mình, và người muốn tu vãng sanh, còn người không muốn tu vãng sanh thì họ khỏi bàn đó đó. Chuyện này là chuyện ăn cơm bữa uống trà, họ thích thú mà kêu ngưng lại đâu được cái chuyện đó. Hàng tu sĩ mình đôi khi lỡ sớ cũng tan xương mất mạng. Rồi, chồng con, vợ con, cháu chắc, tiền bạc, mọi thứ nó lìa được hết rồi, là tình chấp cổ pháp chấp. Pháp là bên ngoài thân, là nhà cửa, tiền bạc, châu bò, ruộng vườn, chồng con gì, mình rời được, cái này dễ rời nè. Nhưng mà tình chấp cổ ngã chấp là chấp cái thân này cực kỳ khó. Cái chỗ này là cái chỗ mà phải vượt qua cái cửa ải này, để lúc lâm chung không còn vướng mắc gì chấp thân này nữa. Chừng nào đoạn được nó, vô sơ quả kiến hoặc là thân kiến phá. Tuy giờ mình chưa phá được thân kiến, mình phục được nó thôi, không còn chấp ăn sao cũng được, ngủ sao cũng được. Bệnh hoạn thấy chuyện đó là lẽ dĩ nhiên. Nhưng viên áo nó chuẩn bị cũ rách bỏ, tức là họ đốn phá được cái thân kiến rồi, và mình chỉ cần phục thôi, chứ không cần đốn luôn cái thân kiến vô sơ quả. Bực phục được nó rồi, rất là bình thường với nó, không có tàn hại đời nó, mà cũng không có dung dưỡng cho nó, trung đạo. Lúc này họ xả được tình chấp của ngã chấp. Ngã là ta, họ xả luôn tình chấp của pháp chấp. Hai cái tình chấp này họ rời được một cách nhẹ nhàng, bắt đầu họ đi trên đường lớn của vua này, đi trên đường lớn của vua này, niệm Phật và làm tất cả các Phật sự, các công việc thiện, rộng hành các thiện pháp, tùy duyên làm không phan duyên. Cái gốc chính của họ đã phục được phiền não rồi, đã phục được thân kiến rồi, đã phục được tình chấp rồi, đã phục được tình chấp của ngã chấp và pháp chấp rồi. Cái lúc đó là họ nhẹ nhàng rồi, khỏe, đi đường lớn của vua được rồi. Rồi lúc này họ làm gì nữa? Bắt đầu họ tùy duyên tiêu nghiệp cũ, họ niệm Phật, tùy theo đó họ làm phước thiện. Phước thiện là phụ, tùy duyên họ làm. Nhưng mà khi mà họ phục được cái tình chấp này rồi đó, thì họ làm phước thiện nó rất là thù thắng. Như vậy cái việc mà để cho mình phục được
cái nghiệp ái thì tỏ ngày hai dạy gì? Quán thân tưởng. Tất cả người trong mặt, trong hiện tại này, không phải là chồng mình mà là nam, đó là cha mình, anh em ruột. Quán luôn chồng mình là anh ruột mình luôn. Thân tưởng quán cho tuyệt triệt để luôn. Thấy người phụ nữ đó bằng tuổi mình là em sánh đôi luôn. Nói không? Nếu chưa quán được như vậy thì vẫn còn dục tưởng, làm tâm bất tịnh. Thì phước báu có làm mà tâm bất tịnh này nó sẽ tan mất hết phước đó. Chỗ này chỗ sâu lắm, cố gắng lắng nghe. Nên nó nói đến chuyện công phu, hiểu nhân quả. Thì như vậy người ta đã gì? Người ta đã phục được cái dục tưởng này. Họ phải quán được thân tưởng là cha họ, đời trước là ông nội là cha. Họ không dám khởi niệm. Có những đứa trẻ trẻ nó thấy những người lớn đáng cha, nó cũng yêu thương. Có những người chúng tôi được biết 20 tuổi, 28, 29 tuổi lấy một người 6, 70 tuổi, chuyện đó có. Họ vô đường cùng rồi, kiểu gì họ cũng quơ hết thôi. Nhưng khi họ hiểu được Phật Pháp rồi, bắt đầu họ từ từ đi ra, không muộn. Nếu không quán thân tưởng thì ai không lọt vô cái lưới tình chấp này. Rồi quán bất tình tưởng, cái chỗ này quan trọng. Nhìn thân mình nhơ nhớp mồ hôi, chiều chúng tôi lễ Phật là bắt đầu thấy mồ hôi của mình nó hôi là biết thân mình nó dơ giấy rồi. Tắm rửa chỉ là một cái hình thức để mà rửa sơ bên ngoài, chứ còn bên trong nó vẫn còn cái cốt nó dơ mà. Nếu mà tắm rửa cái nó hết liền, mình ăn cơm nó đi ra cơm chứ sao nó đi ra phân thúi vậy. Tâm vẫn đục dơ nhiễm, cho nên nó ra cái chất thúi như vậy đó. Có thích thú gì nó không? Thích thú thì chết đừng có rời, cứ ở bên luôn bên đó đi. Nhưng mà sao chết phải rời vậy? Nó là giả, à, sao ở với nó bên đó được? Nói chuyện đến nói chuyện mà chuyển qua pha loãng cái văn sao một chút xíu. Hả? Pha loãng cái văn sao một chút xíu, tức là chuyển qua cái chuyện mà người đẹp Tây Thiên tí nhé. Ông vua Ngô Phù Sai, hồi tối coi lại cái sử liệu một chút xíu, thấy ông chết vì cái chuyện sắc dục quá nặng. Khi thấy quân lính mình quánh úp được và bắt Câu Tiễn nhốt trong một cái khu đó không giết, thì Văn Chủng và lập kế cho cái cách mỹ nhân kế đưa qua. Và lúc đó thương yêu Tây Thi rồi thì Tây Thi nói gì cũng chịu, thả Câu Tiễn cũng thả luôn. Ngũ Tử Tư là tướng giỏi kêu thả nó, về sau nó âm mưu nó sẽ giành ngôi, nó giết ông như không. Nhà bệ hạ không nên thả, không nghe lời thả. Trời ơi, ta nói là nghe vợ hơn nghe tướng, nghe tướng giỏi. Trước khi cha mất là phải dặn rồi đó, nghe vợ hơn là nghe tướng giỏi, mà nghe vợ hơn nghe trời. Cuối cùng thả về, bắt đầu âm mưu 10 năm ông đánh, ông luyện binh tướng rồi sẵn sàng hết. Có cô ta bên này là coi như làm cho ông mê mẩn đó. Kéo quân đi đánh một cái nước khác nữa, thì ông Ngũ Tử Tư ông nói cái nước Việt không phải chỗ mình để, cái nước Sở với cái nước mấy nước khác không phải chỗ mình để ý là nước Việt của vị vương Câu Tiễn, phải để ý ông này. Ông này nó phục thù mình, còn những nước khác họ chưa thua mình cho nên họ cũng bình thường, còn cái này nó phục thù mình không nghe. Rồi Văn Chủng coi như là đem Tử Tây Thi qua cái ông kia, con này phá nước, con này hại nước, phải cho ra khỏi nước, cũng không chịu. Và ép luôn, rồi tôi coi lại sử liệu kỹ là ông Phù Sai là Ngô, vua nước Ngô đó, ông ép Ngũ Tử Tư là tướng giỏi đó ngang, tự giận chết, phải tự vô đường cùng chết, hết tướng giỏi rồi. Thì cuối cùng gì? An phận nơi quê nhà, hưởng nơi ngũ dục, và an phận nơi chiến trường, cho binh lính coi như là nghỉ ngơi, ăn uống sung sướng ngang. Rồi cuối cùng gì? Nó úp vô họ quýnh cái là tan tành mất, Tây Thi cũng mất, nước cũng mất. Cuối cùng ông nói, sai người đến ông nói với vị vương Câu Tiễn, lúc trước tôi tha ông thì bây giờ ông phải tha tôi chứ. Được, tôi tha ông mà tôi cho 100 ngàn căn nhà để làm nuôi sống ông thôi. Cho một đất nước biết bao nhiêu ngàn căn nhà, cho 100 căn nhà nhốt vô giống như tù. Rồi cuối cùng ông Ngô Phù Sai tự lấy gươm cắt cổ chết. Thân tàn ma dại, cửa nhà mất mát, vợ cũng mất, không còn một cái gì, chỉ là chuyện sắc dục này. Ông tỏ hay không? Nhà mất, nhà tan cửa mất, thân tàn ma dại, tài sản mất hết,
nước mắt nhà tan, bị những người người ta ruồng rẫy, giỏi, tướng giỏi đúng không, có tài mà không có đức, không tôn trọng người đi trước, tiêu hết. Chỉ một cái họa này mà nó khốc liệt như vậy đó, nó là một cái gốc của tư hoạch, nó là ngũ độn sử, nó khôn khéo, nó chậm rãi, nó xui khiến con người đi theo mệnh lệnh nó. Trừ trường hợp dứt nó đi rồi thì không nói, chứ còn nó là còn cái họa trong thân, chưa biết một ngày nào tán thân bắt mạng. Phải nghe cho kỹ và suy gẫm cho sâu cái chỗ này. Học giáo lý của đạo Phật, biết nghe nói vanh vách nhưng mà không sợ nó thì coi như tan xương mất mạng. Và cuối cùng cô này cũng phải gì, chồng mình do vợ của Câu Tiễn cột đá vô cổ, quăng xuống cái sông đó, chồng mình với đó cho chết luôn. Người đẹp mà không có công ngôn dung hạnh. Vì vậy cho nên chúng tôi nói quý vị, cái họa này hết sức thận trọng, đừng có giỡn người vậy nó. Già cũng phải thận trọng chứ không phải đừng giỡn người vậy nó. Như ông Tổ ngài mới nói đến cái lời tựa của Dục Hải Hồi Cuồng, ngài nói hay, ngài tánh đọc lại cho đại chúng nghe. Đọc lại cho cái này đầu tiên mới đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị trích trong sách Dục Hải Hồi Cuồng. Tổ sư Ấn Quang viết lời tựa Phổ Khuyến Thời Trì lưu thông sách Dục Hải Hồi Cuồng. Mối họa cực thảm khốc, cực lớn, cực sâu trong thiên hạ, hễ bụt chợt đồng đến ắt phải tán thân mất mạng. Nhưng nhiều người vẫn ưa thích theo đuổi, lăng xả thân mạng vào chỗ chết chẳng hối, thì có lẽ chỉ mình nữ sắc mà thôi. Những gã cung đồ buôn luôn nói dùng sự mò hoa bẻ liễu trộn ngọc cấp hương, diệt lý loạn luân bại gia nhục tổ, danh xấu đồn khắp làng nước, để tiếng nhơ cho con cháu sống chẳng được hưởng hết tuổi thọ, chết đầu mãi trong đường ác. Thầy khoan nói đến những gã ấy, ngay như trong tình vợ chồng, những kẻ đắm chìm trong ấy đến nỗi mất mạng, kể sao cho xiết. Vốn mong cầu phất lạc, bất ngờ chết bất, cảnh khổ quá bùa, quá thật phần nhiều do tự mình chuốc. Há nào phải hoàn toàn do số mạng xui khiến như thế đâu. Những kẻ lụy tình hâm hố đều là tự mình chuốc lấy tai ương. Cũng có kẻ hoàn toàn chẳng xuân xả mê đắm, nhưng do không biết kiêng ngừa, cứ tầm mạo mùi theo đuổi, đến nỗi phải bị tử vong cũng rất nhiều. Vì thế Thiên Nguyệt Đình trong sách Lệ Ký của đoạn văn nói về chánh lệnh: chấn đạt bố cáo linh giới dung trị, có nghĩa là gõ mỏ truyền định kiên kỵ chuyện ăn nằm. Dung trị có nghĩa là đồng tình, tức là chuyện phòng sự ân ái. Lòng thương nhân của bậc thánh vương thời cổ có thể nói là chẳng bỏ sót điều nhỏ nhặt nào. Những nơi chỗ kiên kỵ sách thọ các bộ giám có chức rõ, hãy nên đọc kỹ. Tôi tự nói trong 10 phần nhân dân của thế gian, thì những kẻ chết trực tiếp vì sắc dục chừng 4 phần, kẻ gián tiếp bị chết cũng phải là 4 phần, tức là do sắc dục gây ra hao tổn, chịu dưỡng cảm xúc khác mà chết. Những kẻ bị chết ấy không ai chẳng đổ thừa cho số mạng, nào biết vì tham sắc mà chết, đều chẳng phải do số mạng. Nếu là mạng thì phải là người giữ lòng thanh tịnh, chinh lương, không tham dục sự. Những kẻ tham sắc kia tự tàn hại đời mình, há có thể nói là vì mạng ư? Còn những người do mạng mà sống, mạng hết bèn chết, thì chẳng qua chỉ được một hai phần mà thôi. Do vậy biết quá nửa thiên hạ đều là kẻ chết oan uổng. Mối họa này khốc liệt có một không hai, trong cuộc đời chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư. Cũng có cách chẳng phí một đồng,
chẳng tốn chút sức mà chứ thần bậc đức hạnh cao tột, hưởng yên vui cực lớn, để lại phúc ấm vô cùng cho con cháu, khiến đời sau được quyến thuộc chinh lương. Có phải chỉ là kẻ kiên dè giống đó ư? Dâm tình chánh đáng như vợ chồng trước kia đã trình bày lợi hại đại lược, đây không bằng đến nữa. Còn chuyện tà dâm vô liêm vô sĩ cực uế cực ác, chính là dùng thân con người làm chuyện thú vật. Do vậy gái đẹp đến tận tiều, nữ nhân yêu mì đến miếng rượu, quân tử xem như mới hòa ương không gì đứng bằng, nên bèn cự tuyệt. Ắt được phước diều chứa sôi, hoàng thiên chế trở, tiểu nhân xem điều đó như hạnh phúc không gì đứng đâu bằng, bèn nhận lệnh. Ắt đến nỗi tài tinh giáng xuống quỷ thần chu lục, quân tử do hòa được phước, tiểu nhân do hòa càng thêm hòa. Vì thế nói hòa phước vô môn do con người tự chúc lấy. Nếu đối với cái ải nữ sắc người đời chẳng thể thấy thấu suốt triệt để, sẽ khiến cho đức hạnh cao tột, an lạc cực lớn, phước ấm vô cùng để lại cho con cháu, quyến thuộc trên đường trong đời sau bị khoảnh khắc khoái lạc đoạt hết buồn thay. Cuốn sách Dục Hải Hậu Cuồng của An Sĩ Thiên Sinh chuyên môn phân loại trình bày rành mạch, dùng tài văn bút khiến cho kẻ tục người nhã cùng thích xem, viết ra văn chương khuyên lơn rợn răng dậy điều tha thiết. Chuyện xưa nay những người không dâm được phước, kế phận dâm mắc họa, cội nguồn ngành ngọn đều thuộc tiếng Mỹ, lớn tiếng gào to chẳng tiếc sức, chống khuya chuông sớm lấy tận con người sâu xa, muốn khiến cho người khắp cõi đời đều hưởng phước lạc, ai nấy hưởng hết tuổi trời mới thôi. Phải biết sức này tuy đời để rằng kiên dâm mà sống ra, nhưng về nghĩa và đạo thì phạm là những pháp cai trị đất nước, bình trị cõi đời, tu thân tỷ gia, cùng lý tận tánh, liễu sanh thất tử, thấy điều tròn đủ. Nếu khéo linh hội thì thần chỉ sáng suốt, đâu đâu cũng thấy được nguồn, những gì chạm vào mắt đều là đạo. Tâm thương đời cư dân có thể nói là thật thẩm thiết. Do vậy vào năm Dân Quốc thứ 7 1918, Ấn Quang đặc biệt đưa bộ An Sĩ Toàn Thư sang cất vấn tại Tàng Kinh Viện ở Dương Châu. Năm Dân Quốc thứ 8 1919 lại cho các riêng lẻ hai bộ Dục Hải Hợp Cùng Vạn Thiền Tiên Tư. Năm Dân Quốc thứ 10 1921 lại biên bộ in An Sĩ Toàn Thư dạng rất nhỏ, tính in mấy mươi vạn bộ để truyền bá khắp toàn quốc. Nhưng do người kém đức mỏng không cách nào cảm thông, chỉ in được 4 vạn mà thôi. Trung Hoa tứ cục in riêng để bán cũng được gần 2 vạn bản. Hàng Châu, Hán Khẩu đều bắt chước in theo. Số sách được in đương nhiên cũng không ít. Nhờ có cư sĩ Ngô Tử Tường, người đất Thái Thương, tỉnh Giang Tô, nghĩ hòa hại thế gian ngày càng nặng nề, những tâm học phái đề xướng phế bỏ lương thường, tiết hành, chuyên chủ trương tự do luyến ái như đã bị vỡ. Nước mặt sức chảy ảo ạt, khiến cho mọi thanh niên nam nữ cùng bị hãm trong vòng nước xoáy của biển dục không đáy. Ông bè quan tâm đến rộng rãi bộ Dục Hải Hậu Cuồng, thế cho khắp mọi người trong xã hội, để mong để đuổi cơn sóng cuồng loạn. Chí của mọi người tạo thành bức thành, nhiều người nâng dễ dỡ lên, khẩn thiết xin nhân bậc quân tử như từ trong nước phát tâm cụ thể lớn lao, lượng sức ấn tống và khuyên kẻ vô duyên phổ biến lưu thông. Lại mong cha dạy con, anh khuyên em, thầy trân trò, bạn bè bảo nhau, khiến cho người người đều biết hòa hài lập chí như núi, giữ thân như ngọc, chẳng những không phạm tà dâm mà ngay cả dâm sự chánh đáng giữa vợ chồng cũng biết chừng mực, sẽ thấy quan quả cô độc từ đây ngày càng ít,
giàu thọ, khỏe mạnh, yên ổn, ai nấy đều được. Thân thể, nhà cửa, do đấy được yên ổn, tốt lành. Cõi nước vì thế an ninh. Với đức chuyển thành ý đức, có nghĩa là đức tốt đẹp. Tài ương biến thành may mắn, tốt lành. Rốt ráo chẳng phí một đồng, chẳng nhọc chút sức, lại được hiệu quả mỹ mãn như thế đó. Mong sau người, nhân từ, bậc quân tử đều thấy truyền nhân chẳng nhường, vui vẻ mà làm. Do vậy thuộc những ý chánh để cống hiến độ nhân. Giờ nó từ đến đây là kết thúc rồi. Anh Di Đà Phật, tôi xin quen viết cái lời giới thiệu của cái cuốn sách Dùng Hải Hồi Cuồng. Dục hải là biển, dục hải là biển, sơn là núi. Mình đi ra ngoài biển bị sóng gió nó chìm thì cái biển dục này không bằng cái biển dục của nhân dục con người mình. Nó chỉ giết mình một đời cho cá ăn rồi mình có thể siêu thoát được. Biển dục này là dâm dục nam nữ, ái dục này nhầm chìm mình vô lượng đời kiếp, hơn trăm gấp vạn ngàn lần cái biển dục. Ông Chu Ảnh Sĩ ông thấy sóng trào biển dâm nhầm chìm con người quá dữ, cho nên ông dùng danh từ dục hải. Vô trong đó nó cuồng loạn, cuồng si, cuồng dại. Danh từ hay, dục hải hồi cuồng, vạn thiện tiên tư, tây quy trực chỉ. Những danh từ này của bậc thánh hiền Bồ Tát nói đọc vô nghe nó sướng người, phải hiểu nó. Biển dục nó nhận chìm con người còn gấp trăm lần cái biển mũi nén, biển Phan Thiết, Nha Trang làm gì bằng nó. Nhìn thấy một cái đó là trước mắt sợ đúng không? Còn cái mà chưa thấy và chưa tới là nhân dục, là biển dục, đọa địa ngục chưa thấy. Cho nên bình thường mà cái biển nhân dục mà đọa địa ngục gấp trăm ngàn vạn ức lần cái biển bên ngoài. Nghe kinh hồn, cái lời của những vị thánh hiền Bồ Tát họ nói rất hay. Nhưng mà nói rằng ô, biển nó sướng lắm, xuống kẻ tắm mình uống miếng nước thì chết cũng được. Kẻ này là kẻ gì? Hạ ngu bất tín. Thấy gái đẹp tằng tiện đến cái ồ chúng mày này. Rồi, chúng mày này. Nó là gì? Đồ biến dục. Thì kẻ tiểu nhân gặp họa thêm họa. Còn quân tử thấy sao? Ê ê ê, trời đất biển rồi, nguy hiểm. Này cái kể câu chuyện ông Tầm Chiêu. Ông là người lái đò cái sông đó lớn, đi cũng phải 10 ngày mới hết cái sông đó được. Còn ông Quang, ông làm có tiền rồi, ông kêu cái ông bạn ông ở phía bên này đi mua cho cô ông một cô gái đẹp vậy. Thì khi ông chuẩn bị chèo đò đợi khách đó thì ông bên này ông mới kêu tôi gửi ông cô gái về cho ông đó, tôi viết cái thư tôi đưa theo, ông mang về đưa bên đó. Ông Tầm Chiêu không chịu, kêu đò có mình tôi với cô đó tôi không chịu đâu. Kêu ông lấy đò người nào ông cũng phải chở. Rồi coi như là ông làm cái vậy rồi tình nghĩa anh em tôi tin tưởng ông, tôi là người, ông là một người tôi tin tưởng. Cô gái còn trẻ, trinh lương mà tôi gửi qua cho ông bạn thân của tôi mà ông không nhận, ông làm vậy là mặt mũi tôi làm sao. Còn những ông đò khác tôi đâu có tin tưởng đâu. Cuối cùng ông này ông phải nhận, nhận bất đắc dĩ. Trên cái lộ trình, trên cái con đò đó đưa đi qua sang sông bên kia đó thì những lúc đi qua đêm thì mũi mọng đồ nhiều, thì cô này đi đâu có mang bùn mền gì đâu. Thì cuối cùng sao, ông thấy cô này mũi cắn ngồi bên ngoài bùn, thấy tội quá cho vô nằm chung bùn với ông. Thì nằm chung bùn rồi tối thì phải neo lại chỗ nào nghỉ chứ chèo miết sao chèo nổi, chèo tay vào. Cô này có nằm chung bùn với ông ta là 10 ngày. Tầm Chiêu bất động, cái này là ngọ. Coi như là không phải như là giống như thầy Dương Minh kể cái ông là ông Liễu Hạ Hệ là tọa hạ bất động. Chỉ một đêm thôi, ông Liễu Hạ Hệ này chứ có một đêm ngồi ở trong nhà khi
sống xếp rầm rầm, cô này lạnh quá thì ông cho ngồi trong lòng, ông gọi là tọa hạ bất động, ngồi trong lòng ông suốt một đêm ông không có động, ông liễu hạ hệ ông làm được. Nhưng mà ông này thì ngọ hạ, ngọ là nằm, nằm hạ xuống xếp, xếp hàng hai người thẳng tưng mà bất động. Ôi, cái chồng này mới siêu nữa chứ. Ngọ hạ bất động, ông liễu hạ hệ là tọa hạ bất động một đêm, mình đã thấy là dữ rồi kìa. Này là ngọ hạ bất động 10 đêm. Qua tới bên kia, ông đem cô này vô trong nhà nghỉ, xong để đó, mang cái thư xuống đưa cho ông Quang. Ông Quang hỏi đi với ai, kêu đi con mình à. Thì ông này ông nói chơi chơi cái đi mình à, cuối cùng lục ra thư ra, ông thấy có một cô đó và đang gửi tại cái nhà nghỉ đó. Thì ông này ông viết cái thư, ông kêu gửi ở đâu đâu, ghi hết rồi, ông này đi xuống lại. Thì ông Quang ông kêu trời ơi, nó đi 10 đêm thì con người ta còn cái gì nữa. Ông Quang ông nghĩ xấu cho ông Tầm Chiêu, kêu nó đi 10 đêm trong đó thì con này có phải còn cái gì đâu nữa, là người tinh tiết là mình mua đâu. Thì cuối cùng cái sao, kéo bà này về, thì tới nhà nghỉ kéo về. Về nó nói, ông này là một con người siêu phàm, không phải người thường. Em nhận lệnh và lấy tiền đó để nuôi gia đình qua để làm chồng anh. Nhưng mà 10 đêm nằm chung ổng không có gì hết trơn. Trời ơi, ông Quang này giật mình luôn, sợ muốn chết luôn, nhắn tin gọi. Họ nói với cái ông bạn mà mua cái cô đó cho mình á, trời tôi nghĩ bậy, tôi đem cái tâm phàm, tôi nghĩ ông Tầm Chiêu bạn ông là người coi như không đàng hoàng, cho tôi xin lỗi nha, gửi lời thăm cho tôi xin lỗi ông. Mình bao nhiêu, 3 đêm là mình phái sáng, mình chịu không nổi rồi. Một là nhảy xuống sông, còn hai là tôi đạp bà rớt xuống cho rồi. Bà này nhiều chuyện tôi mệt bỏ à. Ngọ hạ 10 đêm bất động, Liễu Hà Hệ chỉ có tọa hạ bất động một đêm, không bằng ông này. Thì tiếng thơm bao nhiêu, tiếng thơm lưu sử sách. Tiếng thơm lưu sử sách, chỉ một việc nhỏ nhoi thôi, tiếng thơm lưu sổ sách. Sử sách lưu lại tiếng thơm của Tầm Chiêu, và sử sách lưu lại cái tiếng không thơm của ông Ngô Phù Sai. Ham người phụ nữ đẹp tay thi, mầm cửa mắt nhà tan. Sử của Đông Chu Liệt Quốc, của Xuân Thu Chiến Quốc phải ghi sử liệu ông này lại. Giờ mình muốn ghi thơm tiếng gì? Tiếng thơm của một con người trinh lương này, Tầm Chiêu, khá giỏi. Ngọ hạ bất động 10 đêm. Thì quân tử là gì? Quân tử hữu chung, tịnh ý vô nhiệm. Câu này ở trong gì? Câu này hay đó, hậu ghi vô liền. Quân tử hữu chung, chung trực trung thành, một lòng bạn mình gửi cô này đi là mang qua tới bên kia, không có lòng thứ hai. Mà gửi chèo đò một đêm một ngày thì không nói, đây 10 đêm 10 ngày. Là người này quân tử hữu trung, giữ được cái chữ trung gọi là quân tử. Tịnh ý vô nhiễm, ông này ý ông thanh tịnh. Và chúng tôi nói cảnh giới ông này đạt rất cao, và có thể cô này gợi ý và khởi niệm lên thì cũng không thể nào ông bỏ chữ trung này được. Trung thành một mực với bạn, bạn gửi đi là bạn gửi, bạn cho mình xài là mình xài. Cái này không cho mày sao dám xài, xài bậy bạ chết. Còn mình gì không cho cũng đi xài, kiếm mà xài. Đây là giáo dục thánh hiền người xưa đúng không? Mình làm sao không làm được như người xưa? Không có ai nhắc, không ai răn dạy, không có môi trường để nung đúc của cổ thánh tiên hiền, mà bị cái lò đời, lò cừ ở ngoài đời nó nung nấu. Cha cũng vậy, mẹ cũng vậy, con cũng vậy. Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Quân tử hữu trung, chữ trung ấn tỏ chỉ nè. Một mực trung thành, chẳng hề dối trá, thờ cha mẹ, tiếp vật trọn chẳng hai lòng. Tầm Chiêu này tiếp vật giữ cô này dùm, mang qua tới nơi không bị sức mẻ một chút nào, không hai lòng. Chỉ chọn bổn phận, chẳng bận tâm người khác có biết tới hay không. Con người được như thế, gương mẫu của thế gian. Bây giờ gương không ra gương, mẫu không ra mẫu, khuôn không thành khuôn. Mắc cái chữ trung, mắc chữ trung.
Tuy rằng cái phước của ông vua Việt Vương Câu Tiễn, ông giành lại và ông đánh bại nước Ngô, nhưng mà ông này không phải là người trọn vẹn chữ trung. Vì khi tướng giỏi, lúc thời bình ông giết sạch, Phạm Lãi biết rồi ra đi liền, để cái thư lại cho bản thân mình là văn chủng, kêu ông nên đi đi, ông kia tháo danh ở lại, ông ép chết liền. Không có trung. Con người trung đó là lúc nào cha mẹ bệnh hoạn lo, không bệnh hoạn cũng lo, anh em thầy tổ bệnh hoạn hay là chứng nạn, chết cùng chết, sống cùng sống, vui cùng vui, nhục cùng nhục. Có nhiều người tu sĩ nhưng mà không giữ được chữ trung này. Thầy mình, bạn mình bệnh hoạn gặp nạn, bỏ cho nó chết đi đâu nó đi đi, không trọn vẹn được chữ trung. Nói chi cho nhiều, ghi chi đầy sách rồi cuối cùng làm không được cái gì hết trơn. Quân tử thôi, không phải Phật tử. Phật tử là con Phật, nó hơn thánh hiền chứ. Người con Phật phải hơn người thánh hiền chứ. Thánh hiền là các bậc đó là trung quân ái quốc, là những người giữ được cái diện mối của đạo nghĩa. Còn cái này là đạo đi xuất thế mà, giữ không được. Một mực thờ cha mẹ, khi có vợ là người vợ đó là duy nhất cuộc đời. Dẫu người đó chết đi nữa mình vẫn. Bữa chúng tôi cái này kể vui vui thôi, đi chung với chú Quảng Tịnh, chú hay lấy xe chở đi. Chúng tôi nói chú Quảng Tịnh, hai người đi chung mà sao? Qua 49 ngày rồi, vợ dưỡng chút nó mất rồi đó, thì chú có khởi niệm gì, nói thiệt nghe coi. Vì khi mà ông đi theo cô khác thì ông đâu làm tài xế cho mình được nữa đâu. Ông nói thưa sư phụ, con còn thương Hương Chúc lắm sư phụ. Đến câu này tự nhiên mắc cười. Mình nói thì nghe thì thế gian phàm tục, nhưng mà cái này là trung, giữ chữ trung. Lên bàn thờ mà thực sự nhà của chú, chúng tôi vô một hai lần giống cái nhiều, không phải ông chở chúng tôi đi nhiều mà chúng ta hay vô cái làm bàn thờ rất khang trang, sửa sang căn nhà lại làm cái bàn thờ Hương Trúc, chụp cái tấm ảnh cũng rất là đẹp. Ông kêu thưa sư phụ, con thần thương Hương Trúc lắm, nghĩa là còn thương người khi khuất bóng, nhưng không có mong bóng chờ một bóng nàng nào tới với mình nữa hết. Hiểu chỗ này không? Giữ lòng trung. Chúng tôi thì chiêm nghiệm thấy con người này trung thành. Còn mình vợ chưa chết đã là 3-4 người, 2-3 người thì lòng trung mình ở đâu? Quá cầm thú. Mất hết cái nhân cách của đạo nghĩa con người. Vì sao? Vì không có người dạy. Dạy không đúng cái đủ cái giờ cho mình. Thế vì mình học 3.000 giờ mới học 300 ra cái là thôi xỉu liền. Chịu không nổi. Sức chiêu cái là thôi. Tọa hạ bất động, mà tọa hạ thì rất động luôn. Ngọ hạ coi như là cuồng động luôn, hài của hạ, dục hải hồi cuồng. Nghe dục hải hồi cuồng nhá. Một cái bữa hôm nay chúng tôi nói chuyện với vị là chúng tôi kết tinh nhiều cái dữ kiện. Và nhiều lúc nói chuyện không thấy mệt, mà xuống rồi mới thấy mệt. Vì không có thời gian hít thở. Hít thở quan trọng. Chức năng của hít thở cung cấp oxy vào máu, cho máu tuần hoàn đến não. Khi không khí vô thì bắt đầu máu nó được bơm theo tim và vận hành của hơi thở, và máu nó lên não. Người này không bị nhức đầu và tinh thần người này rất sáng suốt, ngủ ngon, nằm xuống là chìm giấc ngủ. Chú sinh ở đây là ông bị mất ngủ rất nhiều. Bây giờ không vận hành được máu và không khí lên trên não, oxy không đủ. Và khi oxy đủ trong cơ thể con người thì những axit độc tố bị đào thải hết theo cái oxy đó. Cái người đó ăn uống đầy đủ nha, mà nhốt trong tù nha, không đủ oxy, đóng cửa miết nha, ra mặt mày xanh lè xanh lét giống như là gần chết đến nơi. Ăn uống đủ, uống đủ. Ở bên nước ngoài tù sướng hơn. Bữa thầy Phổ nói bên Úc tù sướng hơn bên ngoài đời. Sướng hơn ở ngoài đời Việt Nam. Các bạn đồ vô ăn sẵn hết trơn rồi, nhưng mà vì sao ra mặt mày xanh lét xanh lơ như tàu lá vậy? Vì không đủ oxy. Oxy ăn nó quan trọng hơn thức ăn luôn. Nhưng mà nói mình làm sao mà trời bỏ. không làm được. Nhưng mà vì sao vậy? Tâm lực quá yếu, giữ hơi thở không được. Yếu đến lúc giữ không được nữa là nó mất luôn, là chết. Chỗ này quan trọng. Cái câu mà phải thuộc lòng và nhớ lời ấm tổ dạy là trung.
một lòng một dạ không thay đổi. Quân tử hữu trung. Qua nghe lại cái đĩa số 8 trong Du Tình Ý Công, ông này hay, diễn viên xuất sắc. Lúc ông đau khổ cái mặt của ông nhìn mắc cười muốn chết. Cái lúc mà ông bắt đầu có được cái khí phách của con người mà cải ác hành thiện, ý tịnh vô nhiễm rồi, trời, tướng ông nhìn nó khí phách. Nhìn cái gương mặt của ông nó quay xong ông ngồi nhìn thấy giống như tướng lãnh ra trường, ra về chiến trường nhìn thấy ông. Cái ông quan lớn hỏi gia đình cuộc sống làm sao. Lúc đó ông vẫn còn nghèo dữ lắm. Ông kêu ồ tốt tốt tốt, không quan tâm đến chuyện này. Còn mình hỏi sao, gia đình sao, thôi nghèo quá, không có tiền, không có tiền, nhưng cuối cùng ngân hàng để mấy tỷ, bao nhiêu cũng thiếu hết trơn. Cái này là gì? Tiểu nhân tằn tiện, thành hạ ngu bất tiếu. Tằn tiện, chắc mót, cuối cùng vô đang chọn mất 50 cái giang, 50 lượng. Còn về sau cái ông táo thần ông tới, ông cho 30 liền, 30 lượng thì lấy 28 lượng là đi làm lợi ích chúng sanh, chỉ còn 2 lượng để sống thôi. Vậy mà ăn vui lúc trước 50 lượng mà vẫn khổ, cuối cùng mất sạch luôn. Khác hẳn một trời một vực. Cái lúc bắt đầu ông chuyển cái tâm tịnh ý vô nhiễm, quân tử hữu trung. Nghe sướng ha, làm được nó mới thích gì. Nhưng mà người quân tử họ không bao giờ nói họ là quân tử đâu, họ chỉ làm thôi. Còn cả tiểu nhân là hay cho mình là quân tử, mà quân tử rơm, quân tử rác. Miệng nói thì cao 9 tầng trời, mà hạnh thì lè tè sát đất, không ra cái thứ gì hết trơn. Hắn tỏ hay rầy đó. Ông nói ông đốn ngộ rồi, ông nói ông tu thiền, ông chê tịnh độ. Hạnh của ông, cái miệng ông nói đốn ngộ, nhưng mà ông đoạn được một cái phần nào trong kiến hoặc? Thân kiến ông đoạn được một phẩm nào chứ mà dám là ngông nghênh liếu láo chê tịnh độ. Thời đó là chê tịnh độ sát rạc luôn, kinh gì đó. Có Bồ Tát Đại Thế Chí xuất hiện mới quạt cho một số người, nhưng mà cũng không hết nổi, bây giờ nó phổ biến quá rộng. Về nhà ghi vô luôn cái chữ là quân tử hữu trung, hết lòng với thầy nhàn, không đi, không bỏ nửa chừng. Tịnh ý vô nhiễm. Hay được không? Cái câu này nghe vô nó sướng người liền. Quân tử nghe vô là sướng, còn tiểu nhân nghe vô ồ không được đâu, nói chuyện chung là không được đâu. 11 giờ 2 tiếng hôm nay nói đến đây giờ mới thấy, bây giờ mới cảm giác thấy là nóng toát mồ hôi. Hồi nãy giờ nghe 2 tiếng thôi, nhưng mà trong đầu của chúng tôi thực sự mà nói là nhiều nhiều cái ý tưởng để cô đọng thành một cái buổi nói chuyện hôm nay, nhưng không ra ngoài văn sao, mà để nghe văn sao những cái điều này nè, cô đọng những cái điều này thì cô nhiều chỗ lắm, nhiều lắm á. Vì thời gian mấy năm trời coi rồi, để mình cô đọng lại để họ nghe họ không có chán á, thì đây là một cái nghệ thuật. Nghệ thuật này là nghệ thuật chân thật, chứ không phải là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, thì đây mới là chân nghệ thuật. Ánh trăng lúc nó hiện ra, hồi sáng ra thắp nhang đi, thấy nó đẹp quá chừng, nhưng mà chút xíu nữa nó đi đâu mất tiêu, gọi là ánh trăng lừa dối. Hiểu không? Còn nghệ thuật mà chân thật thì nó là phải chân thật mới gọi là nghệ thuật hay. Nghệ thuật mà đi lừa dối thương hạ, ra múa sẹt sẹt rồi làm hề sẹt lô, thâu tiền bỏ vô túi, cuối cùng nghệ thuật này không lợi ích gì hết đó. Đây là một nghệ thuật, siêu nghệ thuật, chứ không phải đơn giản. Phật là một nhà giáo dục trên giáo dục, nhà khoa học trên khoa học, một nhà triết học trên triết học, một nhà tâm linh liễu sanh thoát tử trên cả tất cả các vị tâm linh, đúng không? Đây là một nghệ thuật. Nghệ thuật này là nghệ thuật chân thật, không lừa dối. Thôi hết giờ. Thì thưa thật quý vị, thì ở khung cảnh này và môi trường này, và chúng ta không bị phân tâm, thì có những cái ý tưởng nó xuất sanh gần như là thuốc xuất thần.
Cho nên mong rằng mỗi chủ nhật chúng tôi giảng ở đây, không biết mấy thầy mấy chú với này hoan hỷ không? Và mấy thầy mấy chú cho nó cũng hoan hỷ, tuy rằng không gặp được chúng tôi, quý vị sự không gặp được, nhưng mà nãy giờ nghe cái lời nói này là gọi gì? Nghe tên, gặp mặt không bằng nghe tên. Không tỏ. Cái bà đó mà xin bà tới gặp ngài để cúng dường, kêu bà gặp tôi chi, gặp mặt không bằng nghe tên. Vâng, sao là nghe tên, bà nghe trong đó là bà hơn gặp tôi rồi. Gặp mặt không bằng nghe tên đó. Nãy giờ quý vị nghe chúng tôi nói vậy là cũng hơn gặp mặt rồi, đúng không? Thôi giờ Phật tử trên đó và các nơi trên thế giới hồi hướng xong rồi ra làm lễ phóng sanh. Chúng ta ngồi yên đó để sẽ làm phóng sanh. Còn ở dưới này đi ra bên ngoài phóng sanh, quay trực tiếp quý vị vẫn là làm phóng sanh chung với chúng tôi. Nơi phóng sanh 10 triệu tiền chim cá, có mấy Phật tử phát tâm cúng dường. Và ngày mai tiếp tục 6:30 chúng ta vô màn 2 cảnh 2 hồi 2 tiếp tục ha. 6:30 sáng. Thôi giờ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Giới hương, định hương, giới huệ hương, giải thoát, giải thoát, trì kiến hương, văn minh, văn đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền, nam mô hương, cúng dường Bồ Tát, nam mô hương, cúng dường Bồ Tát, nam mô hương, cúng dường Bồ Tát, ma ha tát. Hôm nay là ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2020. Tại viện chuyên tu tổ chức phóng sanh, nguyện chư vị Phật tử hôm nay phát Bồ Đề Tâm, bỏ tịnh tài ra để mua tất cả các loài chim đem về để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Hôm nay tất cả các loài chúng sanh này được quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng, được nghe vãng đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đáng lễ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn này bị cắt cổ nhổ lông chiên xào nấu nướng, đau đớn quằn quại sợ hãi rên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Này tất cả các loài chúng sanh trong kinh Phạm vẫn dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tuy nhiên quý Phật tánh quý vị do màn vô minh tham sân si che lấp, cho nên quý vị phải tạo nhiều nghiệp xấu ác, cho nên phải làm loài súc sanh. Vì vậy loài súc sanh người chết làm chim, chim chết làm người, người chết làm cá chết làm người, người chết làm dê, dê chết làm người, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. May thay hôm nay các vị được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lòng cá chậu. Giờ đây quý vị giữ tâm mình cho thanh tịnh, phát Bồ Đề Tâm, niệm Phật sám hối cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Ma Ha Tát, Dương Chi Tịnh Thị Biến Sai Tâm Thiên Thánh Không Bác Đức Lợi Nhân Thiên, pháp giới quảng tâm viên diệt tội tiêu khiên hóa diệm hóa hồng liễn. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Ma Ha Tát, Phù Thủy Thị Giả Bắc Công Đức Thị Tại Thiên Chân, tiền tẩy chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới cá trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp tăng trần bất nhiễm trần vãng tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đạn địch đàn tràng. Sai khổ mộng nhi tác dương xuân khí kế ban nhi thành tịnh đồ xà thị đạo nội ngoại trung gian vô trừ quế thánh phàm ưu hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất ích biết thập phương tinh chuyên cố é tận quyên trừ phổ sái pháp viên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạn nhất thiết nghiệp chứng đắc sanh căn bản tịnh độ đờ lạ ni. Nam mô đại bi hội thượng vân bồ tát. Nam mô đại bi hội thượng vân bồ tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni. Nam mô a na na ra ya ya. Nam mô a di đà bà lo yến đế thức bát ra ya bồ đề tát đà bà ya ma ha tâm đà bà ya ma ha ca lo ni ca ya. Nam mô tấn kiến lần đỏ y mong a di đà bà lo yến đế thức phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê di ma ha bằng đa sa mê tăng bà a tha đầu vô bằng a thề dừng đắng bà tấn đa na ma Phà lô e lô ca đế ca ra đế di e rì ma ha bồ đề tăng đỏ tăng bà tăng và mở ra ma ra ma e ma e rì đà dần câu lô yến mong đồ lô và xà gia đế.
Chế đề này tăng bằng đa gia giá đa giá đa ma ma bằng ma đa mong đề lệ thắng na ra sam bằng ra sa lợi bằng sa bằng sam bằng ra sa giao lo lo ma ra o lo lo e đề do do bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế đề gia na ra cẩn trì đề đề sáng ni na ma gia ma na ta bà ha thắng đa gia ta bà ha ma ha thắng đa gia ta bà ha Chà ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha thắng ra thắng na mô kê gia ta bà ha ta bà ma ha thắng đa gia ta bà ha giả kiết ra ta bà ha na ra cẩn trì văn đề ra và ta bà ha ma bà lợi thắng hiến ra và ta bà ha nam mô a ra đắng na ra ra và gia nam mô a di đà bà ấn thắng điện đô mạng đa đa bậc đề giờ ta bà ấn thắng điện đô mạng đa đa bậc đề giờ ta bà ấn thắng điện đô mạng đa đa bậc đề giờ ta bà đầy căn lỗi chúng sinh kia căn người nên nhớ cho khi bồ tát xuống sân hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gồm cho nó bao có tình sâu cùng quyền thiên ngang cầu văn sinh tình độ chứng được gọi bấm thôi để độ từng chúng sinh nam mô tình độ vòng bồ tát nam mô tình độ vòng bồ tát ma ha tát chúng sinh này có bao nhiêu lắm tai nghe lấy những điều gì rằng các người trước lòng chân tục lắm đang đời này chìm đuối sông mê tới tâm chẳng thiết tu trì nghĩ vô tội ác lại về mang thân lòng về sự có đời đường đâu dù là bay chướng làm sao lưỡi vây tên bắn máu câu ta mồi ta cầm quán cùng hoài quân đồng đúng đó dù kia không ai thương hồn còn vàng vẫn nấu răng sông nồi muôn vườn trên này người cầm trắng cứu cho người được thân thân đến đây lại được nhờ ơn phép màu vì người kìm hồi đầu quyên phần sống dốc lòng quyên quán quy tâm hết lòng sống hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sinh kia các người xưa đào tạo bao nhiêu điều tội lỗi cũng là tham sân si hôm nay quá tâm xin sám hối này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y vâng lượng tướng chúng tôn này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y pháp đi dùng chúng tôn này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y tăng chúng chúng tôn này các loài chúng sinh cộng đồ địa ngục này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y pháp cộng đoàn quỷ này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y tăng không đồ hoàng sinh nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát nam mô đa bảo như lai nam mô bồ tát như lai nam mô diệu sư tự như lai nam mô hòa văn tự như lai nam mô cam lộ vô như lai nam mô a di đà như lai quy bằng lễ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành con nay xin quán quyền vãng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ nam mô tây phương cường lòng đại bi a di đà phật nam mô 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 quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan
Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô 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 Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Tam Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Tam Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Vô Sanh Công Đức Thù Thắng Hành Nam Bồ Biên Thắng Vương Giới Hội Hương Nam Bồ Nguyện Vãng Giới Chư Chúng Sanh Na Tôn Hoàng Vô Lượng Quang Phật Xá Na Nguyện Tiêu Tam Chư Chư Việt Nam Hoàng Nguyện Đăng Chiến Huệ Chư Minh Liệu Hoàng Phụ Nguyện Tội Chúng Ta Tiêu Trừ Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chúng Hoa Cựu Bổn Liên Hoa Vi Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Nam Bấn Tối Bồ Tát Vi Bằng Lư An Nguyện Chỉ Thư Công Đức Phổ Cầm Vô Chân Tiên An Ngài Đăng Chư Chúng Sanh Đa Giai Công Thành Phật Đạo. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Độ Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Đệ Tử Chúng Con Nguyện Đem Công Đức Pháp Thí Này Nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng kỳ an cho đoàn thị oanh pháp danh diệu yên lê yến ngọc pháp danh diệu bích đoàn văn thịnh đoàn minh khang phạm thị tiền cùng tất cả chư vị phật tử hiện diện trên đỉnh tháp Quan Âm và khắp nơi trên thế giới và chư vị phật tử tại khu chuyên tu cùng tất cả chúng sanh thân tâm an lạc tật bệnh tiêu trừ và hồi hướng cho tất cả chúng sanh đang bị dịch bệnh COVID-19. Tật bệnh tiêu trừ bồ đề tâm kiên cố tự giác tha giác hành viên mãn xuân đa các khánh hạ bà bình an thu tống tâm tai đông nghinh bích phúc một hầu đất di đà thọ ký đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ siêu cho tất cả chúng sanh chết bị dịch bệnh COVID-19 cầu siêu cho Phạm Thị Tuyền cùng Lê Trí Toàn pháp danh Đức Thọ hưởng thọ 71 tuổi cùng hương linh cụ ông pháp danh Điện Chánh của bà Nghị thì ngày pháp danh Sa Di Liên Phương Nguyễn Thị Nghiệt pháp danh Bình An đẳng đẳng chư vị hương linh cụ quyền thân thọ nằm về loại con quỳ hòa sao vị vô danh hữu danh vô vị đẳng đẳng chư vị hương linh thai nhi cùng chư vị hoãn gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu hình và vô hình nếu có ai thấy nghe điều phát tâm bồ đề một bảo thân này đồng sanh cõi tây phương cực lạc phổ nguyện âm siêu dương thế pháp giới chung sanh tình giữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành phật đạo nam mô a di đà phật tự quy y phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường tự quy xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng trí huệ như biển từ quý y tăng xin nguyện chúng sanh đại chúng tăng cả hôm nay nguyện đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.